Mình sẽ có cái outline như này, mình sẽ có introduce, mình sẽ giới thiệu các công ty và cái cổ phần của mình sẽ làm cái Q&A. Thì giới thiệu qua mình chút thì mình tên là Tân, tuổi 29, mình năm sinh năm 94 và mình hiện tại trước mình học ở Đại Bách Khoa Hà Nội, thì khóa K năm 7 thì học chuyên ngành khoa máy tính. Mình hiện tại mình đang làm ở Yokawa. Cái role của mình là team leader, cái level của mình hiện tại đánh giá là mid level. Cái buổi mục đích này của mình sẽ không nói nhiều quá về việc là cái MLOps đó là cái gì và việc là mọi người phải dùng tool gì hoặc công ty của các bạn phải làm như nào. Thay vào đó mình sẽ chia sẻ việc là mình đã làm các công ty như nào và cái pain point mình gặp phải và trong cái này trước đấy mình giải quyết vấn đề như nào. Thì hy vọng là những cái chia sẻ của mình có thể ích cho các bạn sinh viên hoặc các bạn fresher hoặc các bạn junior để có một cái góc nhìn khác để áp dụng vào doanh nghiệp hoặc là các bài toán của doanh nghiệp của mình. Thì mình sẽ đi qua bằng việc là mình sẽ đi qua các cái dự án điểm nhấn của các công ty này. Hiện tại mình đang làm khoảng 3 công ty trong 5 năm kinh nghiệm của mình thì có khoảng 3 công ty. Và cuối cùng mình sẽ có Q&A đây. Thì đầu tiên mình sẽ đi đến cái công ty đầu tiên trước. Thì tên công ty thì mình xin phép mình không public công ty tên công ty. Mình sẽ chỉ để các thứ tự như này thôi. Thì đầu tiên thì cái công ty đầu tiên của mình làm thì mình khi mình đang mới ra trường ấy thì bắt đầu mình làm một cái hệ thống. Đầu tiên là một hệ thống về traffic estimate, tức là việc là mình sẽ có các cái camera mình đặt ở các cái shop bán hàng đấy, bán shop bán lẻ đấy, mình sẽ đặt đấy và mình có đếm, tức là mình cái bài toán mình là sẽ là mình đếm khi có khách hàng vào ấy, thì mình sẽ capture cái mặt của họ lại, check in và việc là sau đó mình sẽ gửi lên server. Trên server thì có một cái các cái model chẳng hạn, ví dụ là face recognition này, edge render này, motion detection này, hoặc là person tracking chẳng hạn. Mình có những cái mô hình như này để mà đưa ra được những cái insight của cái hệ thống của cái khách hàng và một database. Sau đó mình sẽ public ra một cái dashboard cho cái user họ xem. Thì đây là cái flow chính của nó như này. Thì cái phần phần client này, phần này mình sẽ viết bằng mình sẽ code bằng một cái mạng tên là Monero tên là MTCNN này. Cho mọi người nếu làm về face recognition hoặc face detection chẳng hạn, mình có những cái mạng như này và mình sử dụng tracking là phải thuật toán sử dụng short, tức là dùng Kanban filter đấy. Mình code trên C++ và mình sử dụng một thư viện tên là OpenBlast. Thì cái client này chạy trên cái máy tính của Thu Ngân, tức là đấy cái thời năm đấy thì năm khoảng 2017 gì đó thì cái phần JSON Nano ấy nó chưa phổ biến, nên là đắt nữa, nghe team nó cũng không có nhiều kinh phí nên là mình tận dụng luôn cái máy của Thu Ngân, là việc là các cái cửa hàng đều có cái máy của Thu Ngân thì mình sẽ có tận dụng đấy, mình sẽ có được đó. Tại sao mình lại không dùng các cái tool khác, ví dụ như là OpenVINO chẳng hạn, thì do là đặc điểm của máy Thu Ngân này nó cực kỳ yếu nên là cái RAM của nó không có nhiều, mà dùng các cái tool đấy thì mình load vào thì thường nó load khoảng 1 GB và nó sẽ chiếm dụng nhiều core của cái CPU đấy. Thì nên là mình viết rằng C cộng nhẹ và sử dụng cái thư viện là OpenBlast để mà tính toán trên cái CPU. Thì mình đấy thì nó sẽ là dùng 2 core chẳng hạn, mình sẽ load vào RAM khoảng 200 đến 400 MB. Và cái FPS đạt được khoảng 10 đến 20 FPS thì nó cũng khá là ngon. Thì, cái CPU này thì chạy trên cái dòng CPU từ Core i3 trở lên. Mình nhắn tên là Ivy Bridge này. Thì nó sẽ hỗ trợ cái OpenBlast để tính toán tăng tốc lên bằng việc là tính toán các cái phép nhân, phép chia gì đó, phép nhân mặt trận. Khi mà khách hàng vào ấy, thì nó sẽ được capture cái mặt của họ ấy, và tạo ra tracking. Trong tracking từ khi họ vào và họ đi hết cái tầm nhìn của camera, mình sẽ kết tracking lại. Và mình sẽ gửi một số cái sample lên cái cloud này. Thì mình sẽ gửi một cái hub như này. Và có một cái backend service sẽ xử lý các cái bằng việc là store nó vào cái khu vực lưu trữ này. Hoặc là sau đó mình sẽ gọi đến các cái fake các cái model đây, những model AI đây, mình sẽ gọi và lấy để tạo ra được cái metadata cho cái phần khách hàng này, và mình sẽ lưu vào database và có một cái bên friend đó, họ sẽ lấy dữ liệu đây để show cho user. Thì lúc đầu thì mình sẽ serving như nào thì em mới ra trường thôi, mình cũng sử dụng cái Flask là cái thư viện là nó khá nổi đấy, cả mọi người hay dùng. Thì sẽ là client nó sẽ gửi ảnh cho cái service đấy, Flask API,
và mình sẽ inference và trả một kết quả như này cho cái lớn. Thì mình setup theo cái doc của bọn Flat này trên production là việc là sử dụng cái Nginx server như là một cái repository để đón request HTTP request gửi lên, và có một đi qua một cái unicorn server để mà nói tức là để trigger được cái Flat app này. Đó, thì vấn đề là gì, tức là vấn đề ở đây mình gặp phải là nếu mà một vài request thì nó vẫn sống, tức là nó vẫn ok, nhưng mà khi mà cái lượng request để cái service này nó lớn chẳng hạn, thì cái thời gian nó lớn, nó cái lần tự sinh nó lớn, nó nhỏ, nhưng mà cái tài nguyên mình không sử dụng hết, thì bắt đầu mình tối ưu cái phần API này bằng cách là như nào. Thì mình đi tìm hiểu là Flat là gì. Thì Flat thì nó là một cái framework được xây dựng cho các cái ứng dụng về IO intensive, tức là việc là cho các app application ấy, tức là việc là các cái request được gửi lên cho cái Flat xử lý, thường thì nó chỉ là cái body rất nhỏ, rất nhẹ, và nó chỉ tương tác với disk này, ổ đĩa này, và tương tác các service khác hoặc database. Còn cái machine learning app ấy, thường là các cái ứng dụng về việc là nó sẽ hướng theo là compute hay là memory intensive application, tức là các ứng dụng này nó sẽ tiêu tốn nhiều CPU này, tiêu tốn nhiều RAM này, và tiêu tốn nhiều GPU, là những cái tài nguyên cực kỳ lớn, đắt đỏ nữa. Thì có vẻ như là Flat nó lại không phù hợp lắm cho cái việc là cho các cái này nó rất là chậm. Thì mình đi sâu hơn một nữa chút nữa về cái việc là Flat nó work như nào, hoạt động như nào. Thì cái Flat này nó được xây dựng trên cái chuẩn, nó là WSGI này, Web Service Gateway Interface. Thì cái chuẩn này nó lại hơi củ chuối một chút, là việc là các cái request đến gửi đến ấy, thì nó sẽ được xử lý tuần tự. Tức là ví dụ như đây mình có một worker thôi, máy có một trả lời, máy có một cái call này chẳng hạn, và có bốn cái request HTTP request đến đồng thời một lúc, thì nó sẽ bị block. Tức là các request có một số, hiện tại là đầu tiên nó sẽ xử lý một request trước, xử lý xong rồi nó sẽ xử lý request thứ hai và thứ ba và bốn, thì nó block, dẫn đến là nếu mà có khoảng 100,000 request đến một lúc ấy, thì có những cái request sau nó có latency cực kỳ chậm, cực kỳ lớn. Thế thì mình sẽ xử lý bằng việc là mình sẽ tăng số lượng worker lên, nó xử lý cái API đấy để có thể là tăng cái throughput của hệ thống lên và giảm latency của các cái request xuống. Thì vấn đề nó sẽ xảy ra như nào thì mình sẽ đi xét tiếp một chút. Thì trong trường hợp là việc là mình có một cái model nó khá là nhỏ đó chẳng hạn, mình có khoảng model 1.5GB, thì khi mình khởi tạo bốn cái worker này, bốn cái process ấy, thì nó sẽ nó load cái model vào memory đây. Giả sử mình có cái memory khoảng 8GB chẳng hạn, nó sẽ load vào khoảng 6GB trong memory này, thì mình vẫn còn khoảng 2GB free. Thì khi mà có cái HTTP request đến ấy, thì giả sử như có bốn cái request này chẳng hạn, thì bốn worker xử lý, nó sẽ đẩy dữ liệu vào cái vùng nhớ còn trống của GPU đấy để xử lý. Thì thế thì hệ thống nó vẫn hoạt động, vẫn được, vẫn work là bốn request như vậy. Tuy nhiên mình đến với một đồ thứ hai là việc là nó có cái kích thước là khoảng 2GB chẳng hạn, thì khi đó là bốn worker này nó sẽ load hết dữ liệu vào đây, và đây nó còn không còn cái free nữa, memory nữa để mà có thể load thêm nữa. Thì khi đó thì các cái worker này, các HTTP request này, nó sẽ khi mà chạy ấy, thì nó sẽ bị lỗi. Đó, mình sẽ nó sẽ buôn bán là out of memory, vì nó không có đủ nguồn nhớ để nó khởi tạo cho cái việc cái phiên trời input như nào. Đó. Trong đấy là trường hợp này. Một trường hợp nữa là việc là nếu con mua đồ lớn hơn, chẳng hạn nào làm cái FNet ngày xưa ấy, là nó sẽ có cái kích thước cực kỳ lớn, ví dụ là khoảng giả sử như đây mình có 6GB chẳng hạn, thì khi mình khởi tạo unicorn với bốn cái process chẳng hạn, thì nó chỉ sống một cái thôi, ba cái chắc chắn nó sẽ bị out of memory. Khi đó thì nó chỉ có một cái vùng nhớ được chiếm dụng ở trong 6GB trong GPU, và khi đó thì còn 2GB free nữa. Đó, thì khi mà chạy thì mình thực tế là có bốn worker, nhưng mà cái máy có bốn core ạ, nhưng mình chỉ sử dụng được một core của nó thôi, và cái throughput thì nó chạy nó giống như kiểu là mình chạy song song tuần tự rồi, tức là tất cả các worker nó chạy đấy. Thì vấn đề là bây giờ với những cái trường hợp như thế thì mình tăng cái throughput nó như thế nào và giảm latency như thế nào. Bây giờ giả sử như mình có một worker chẳng hạn, thì mình sẽ phân tích đến cái việc là trong cái serving đấy, một cái request đấy nó sẽ xử lý, mình sẽ có một cái timeline đây, giả định là nó sẽ xử lý khoảng 5%,
mình có một cái tool để đo chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ có là việc là những cái vùng màu xanh là những cái thời gian mà GPU nó hoạt động, tức là nó tính toán cái function đó. Còn những cái phần màu vàng này là những thời gian mà rỗi, rảnh rỗi của cái GPU, tức là nó sẽ không làm gì. Thì mà giá cơ ví dụ đắt đỏ ấy, nên là việc là giả sử mình có thể tăng được cái tối ưu hóa được sử dụng cái GPU này chẳng hạn, thì mình có thể tăng được throughput lên đi. Thì cái phần màu vàng này là do cái gì? Tức là việc là khi mà cái HTTP request đến ấy, đến cái service của server của mình ấy, đến cái service ấy, thì nó sẽ được ví dụ là có thể nó encode cái message đấy, encode cái gói tin đấy thành một cái body Python chẳng hạn. Nó sẽ pre-process, nó sẽ đẩy dữ liệu vào cái phần GPU, nó xử lý trong GPU, xong rồi nó đẩy được ngược lại về memory của cái máy và RAM đấy, và mới respond lại cho client. Thì khi đó mình có sẽ có một cái thời gian nó cực kỳ lãng phí đây. Đó. Thì giả sử như mình có thể cắt cắt bớt đi chẳng hạn, thì mình có thể là tăng cái throughput lên. Thì mình nghĩ là việc là thế thì giả sử như mình bắt nó trong xong chẳng hạn, xong rồi có một cái cơ chế gì đó là việc là các cái này nó sẽ được xử lý tuần tự trong GPU, thì có thể mình sẽ tăng giảm lên, mình có thể là tăng cái gia sử dụng nó khoảng 70% chẳng hạn. Thì cái này mình vẽ hơi thừa một tí, tức là đây nó to hơn, cái này mình vẽ hơi sai, nó bé. Thì cái đó thì thay vì mình đặt cái mốc này chẳng hạn, mình đến mốc này còn gần gần mốc này rồi, thì mình sẽ có thể là cái gian nó giảm đi, rằng là việc là sửa bốn bốn đi quét lên đây. Ok thì nhưng mà cái đấy thì nó tức là trong trường hợp này thì mình muốn muốn tối ưu hơn nữa, thì mình sẽ tối ưu như nào việc này. Thì khi đó thì mình sẽ làm việc là thay vì mình tức là mình làm để làm như này, thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ khởi tạo bốn worker trước. Bốn worker này nó sẽ liên biệt với GPU này. Bốn cái worker này chỉ chạy trên cái máy mà có CPU thôi. Khi mình sau đó mình sẽ có một con agent đây, mình sẽ lắp loát cái module này vào vùng nhớ của GPU. Thì đó mình còn 2 GB. Thì để mà mình có thể là xử lý tuần tự được các cái module đấy, thì mình bắt là cái gọi là bọn process này nó sẽ tiền xử lý pre-process trước đi. Pre-process là nó sẽ đẩy cái message vào cái queue, SQL đây, để cái giao diện đây, thì mình có một consumer đây, nó sẽ xử lý tuần tự việc là đẩy các cái dữ liệu có một thread, nó sẽ có 2 cái process, một cái process nó sẽ đẩy dữ liệu vào các cái vùng nhớ trong GPU này để giảm thời gian mà IO vào từ memory vào memory của GPU. Process thứ hai là sẽ tính toán thực hiện tính toán là việc là ví dụ như là nhân chia mặt trận đấy, thì bản thân thân của một cái mạng neuron này nó sẽ là việc các phép nhân, các phép tính toán đại số tuyến tính đấy, thì mình sẽ tính toán các cái kết quả mình trả lại cho các consumer này, cái process này nó sẽ respond lại cho cái process đang chạy, nó xử lý trong quá trình đấy thì nó lại xử lý tiếp là cái message tiếp theo. Đó. Thì vấn đề mình lại xảy ra tiếp, tức là bây giờ mình muốn tăng cái throughput lên, thì là mình theo dõi việc là mình mà nếu mà người chạy thử những cái model nhỏ ấy, nó chạy một cái single board này chẳng hạn, thì mình thấy là cái GPU thì nó không hoạt động hết công suất, mà nó chỉ hoạt động một ít thôi, là nó có thể mình mới tối ưu hóa hết vùng nhớ đó rồi nhá, nhưng mà mình vẫn chưa tối ưu hết được cái phần cái khả năng xử lý của nó, thì mình sẽ phải làm như nào. Thì mọi người biết nó là việc là có cái gọi là xử lý theo bát bát trình đấy, thì xử lý theo bát thì nó sẽ nhanh hơn so với xử lý single single message này. Tức là khi mà mình xử lý tuần tự như này thì nó xử lý khoảng 80% được ạ, 70% được ạ. Nhưng mà nếu mình xử lý tăng gấp đôi lên thì nó thời gian nó giảm xuống khoảng 1,5 lần, tức là nó sẽ không giảm gấp đôi mà nó sẽ giảm một ít thôi, nhưng mà cũng 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 khá là đủ để mình có thể là mình sẽ dựa đây, mình sẽ tăng cái throughput lên. Thì mình có search nhưng mà cũng không có nhiều tài liệu nói việc là tại sao cái bát này nó xử lý nhanh hơn, thì mình có tự suy luận thôi, nên cái giả thiết của mình thì mình cũng chưa kiểm chứng được. Thì là do là việc là đầu tiên là phải đi đến cái việc là cái thiết kế của cái CPU và GPU nó khác nhau, là việc là CPU thì nó có RAM này, có cache này, có cái bộ xử lý control này và các cái ALU này, bộ xử lý tập lệnh đấy. Thì ở đây giả sử này cái CPU này có 4 core, còn cái thiết kế của GPU thì nó cũng có vùng RAM riêng của nó, và khi mà xử lý thì nó có đẩy dữ liệu từ RAM này sang RAM này, tổ RAM của GPU, và các trong cái GPU này thì nó sẽ có là việc nó có các cái cách riêng của nó này, có cần control xử lý riêng và có nhiều core hơn, tức là các cái
cái số nhịp của những cái con này không nhiều nhưng mà nó lại nhiều, tức là nó nhiều con nhưng mà các cái số nhịp nó yếu. Thì cái việc là tại sao nó lại xử lý theo bát nhanh hơn, thì giả sử như mình có một cái GPU 2 core chẳng hạn, thì một cái chương trình về một cái phần mềm, cái phần mềm mà một cái function mà gọi là inference cái kết quả đầu vào ấy, tính toán cái model đấy, inference model ấy. Thì mình nếu mà các bạn học cái môn tin toán song của trong đại học ấy, mình sẽ có là việc là cái phần inference model đấy mình có thể chia ra thành nhiều cái chương trình nhỏ hơn, chạy song song độc lập với nhau được, và nó sẽ chạy liên tục và là liên tiếp. Cho nên là mình có thể là ví dụ ở đây mình chia thành 7 cái phần cái chương trình nhỏ hơn chẳng hạn, thì mình chia các chương trình này ra, cái kernel vào đây và cái GPU là xử lý. Thì với cái sự GPU có 2 core chẳng hạn thì nó sẽ xử lý có vẻ lâu hơn với được là có GPU có 4 core. Và trong trường hợp trong thực tế của mình ấy, thì GPU nó có khoảng mấy nghìn core hoặc mấy trăm nghìn core chẳng hạn. Thì giả sử mình chỉ có 7 block này và mình xử lý trên một cái GPU có cực kỳ nhiều core, thì cái single này tức là xử lý theo single ấy, có vẻ nó sẽ không đủ tối ưu lắm. Tức là mình có thể tối ưu hết vùng nhớ rồi, nhưng mình không có tối ưu được là cái việc tính toán, tức là mình có thừa có nhiều core quá. Thì trong cái lệnh NVIDIA chữ NVI thì mình có thể check là việc là cái GPU nó sử dụng như nào, hoặc việc có thể là mình sẽ xem cái này mình gọi là cái gì nhỉ? Watt sử dụng của nó này, và mình có thể xem xong này volt GPU này. Thì theo khuyến cáo thì nó sẽ khoảng từ khoảng 90 đến 95% là tốt nhất, còn nếu mà trên 95% ấy thì nó có thể gây chậm, gây bottleneck. Thì cái thông tin này mình chỉ đọc được thôi, mình cũng chưa kiểm chứng được là có đúng hay không, thì chắc là nhờ bạn nào đó có thể là thích thêm. Thì khi đó thì mình sẽ xử lý theo bát, thì nó sẽ có thể là mình sẽ tăng được throughput lên. Bạn cho mình chút. Ở đây mình có tìm được một thằng ở trong cái xuồng này, có cái link này, nó cũng làm thử nghiệm, làm việc là nó sẽ thử nghiệm các cái thiết là nó với một cái mạng RedNet 50 throughput này chẳng hạn, thì nó sẽ thử nghiệm với cái ba cái cách là nó triển khai. Nhưng mà trong cái nó không kỹ lắm nên là mình cũng chỉ tham khảo thôi. Thì ví dụ như là bằng RedNet 50 trên một cái GPU gì đó mình không nhớ đó, thì khi mình tăng dần, tức là cái bát size này tăng dần lên thì cái throughput nó tăng lên hẳn. Và với cái cách là sử dụng HTTP hoặc JPC chẳng hạn thì nó sẽ tăng đến một mức thôi. Tức là nếu mà dù này nó sẽ tăng đến một mức nó sẽ dừng lại, và khi tăng dần bát lên thì nó sẽ giảm. Còn với IPC này, tức là việc là hai cái phương thức giao tiếp IPC này ấy, là việc là nó sẽ share vùng nhớ trực tiếp trên memory của máy tính, thì nó sẽ tăng dần lên đến một mức mà có thể là tăng nữa. Hoặc là cái này thì mình chắc là nhờ các bạn nào đọc, cho các bạn đọc có thể là thử làm lại thử nghiệm này xem là nó có đúng không, hiện tại mình cũng chưa làm thử. Thì về theo cái như thế thì mình sẽ có một cái design lại, còn việc là mình xử lý theo cái từ cái message queue này chẳng hạn, mình sẽ đọc, tức là mình sẽ không xử lý cái process load cái dữ liệu vào memory mình giữ lại này, và bây giờ mình sẽ không xử lý được tương tự nữa, mình sẽ gộp hai cái tam giác này vào hai màu chẳng hạn, mình xử lý inference. Và mình chắc mỗi hệ thống thì nó sẽ có là việc là xử lý cái bát này nó như thế nào tối ưu nhất. Cái này nó tăng dần hẳn lên thì nó sẽ không nhanh hơn nữa mà nó đến một mức thôi. Thì mình sẽ gộp hai cái này vào, mình xử lý inference, mình respond lại kết quả cho hai cái process này. Sau đó thì mình lại xử lý hai cái kiếm này, respond lại, có vẻ nó sẽ tăng được cái throughput lên. Thì mình sẽ tối ưu hóa được. Thì một cái concept nữa là việc là để mình giả sử như mình có cái GPU đủ mạnh đủ lớn, nhưng mà cái CPU nhà mạnh mình chỉ có 4 core thôi, thì mình sẽ phải làm thế nào để mà có thể mình tăng cái throughput bằng việc là mình tối ưu hóa cái phần CPU này, hoặc là giảm số lượng CPU đi. Thì nó đến với một concept đó là xử lý song song hoặc xử lý concurrent. Thì xử lý song song thì nó sẽ là việc là cái flash này chẳng hạn của mình đây, mình sẽ sử dụng hai core trong hai task để xử lý một lúc. Concurrent thì có thể là việc là mình xử lý task một, mình đến mình tức là bây giờ mình task một là mình pre-process này dữ liệu này, xong mình đợi cái GPU nó respond lại kết quả, thì mình sẽ bắt đầu task 2 luôn. Mình cũng pre-process, sau khi mà cái phần pre-process của task 2 nó hoàn thành rồi ấy, nó call lại cho cái GPU thì nó sẽ đợi để lại kết quả. Thì khi đó thì task 1 đã xong kết quả rồi, thì nó sẽ nhận lại và nó trả lại cho client. Sau đó task 2 thì
bắt đầu nhận được kết quả inference đấy và nó xử lý và respond lại. Khi đó thì mình chỉ cần dùng một call thôi, mình đã có thể là xử lý được cái tức là mình giảm chi phí đi, mình xử lý, hoặc là trong trường hợp khác thì nếu mà cùng cái tài nguyên như thế mình có thể tăng cái lượng xử lý request lên. Thì cái phần này nó sẽ là cái phần fast API mình sẽ làm đấy. Mình đã hay, mọi người hay dùng đấy. Còn cái phần cơ chế này là phần cơ chế của Flask. Thì mình vẫn qua phải biết được cái cơ chế của Flask theo bằng việc là mình sử dụng một số cái tool ấy. Chứ mình có thấy một thằng Trung Quốc là nó viết trên Flask nhưng mà nó xử lý như Fast API. Thì có thể các bạn đấy là một cái đề tài cho các bạn có thể nghiên cứu thử xem là việc là mình tối ưu như nào. Ok, thì sau khi mình xong viết xong implement xong cái client này đó, thì mình sẽ làm như nào tiếp. Tức là mình sẽ chạy vào cái hệ thống này thì nó lại nảy sinh một cái vấn đề nữa. Một vấn đề nữa là việc là bốn cái mô hình như này thì nó lại chạy trên bốn cái GPU. Tức là một cái mình tìm cái GPU nó fit nhất chẳng hạn. Bốn cái mô đồ này xử lý. Thì bốn cái GPU này nói nếu mà chạy bốn cái GPU trên cloud ấy, đốt tiền cực kỳ nhanh, cực kỳ nhiều. Một cái giá trị mang lại có khi lại không đủ, không lớn. Và ví dụ như là có một người vào chẳng hạn thì nó sẽ xử lý cái dữ liệu ở fail connection vào. Xử lý dữ liệu selection, cái này agender hoặc là modernization hoặc question checking xử lý nó trả lại, xong rồi lại nhàn rỗi đang nghỉ, làm cho việc là cái tài nguyên cực kỳ lãng phí. Thì cần một cách nào đó để mà việc là mình chỉ sử dụng một cái GPU thôi, nhưng mà mình có thể là mình serving toàn bộ các mô đồ này. Thì một cái concept được đưa ra là việc là nếu mà mình có một cái inference cluster như này, mình sẽ dùng một con VM chẳng hạn như này mà có CPU này, memory và GPU này, có thêm có một hoặc hai cái. Thay vì mình có bốn cái queue thì mình sẽ có bốn cái một cái message queue chung thôi. Và các cái request này nó sẽ đem theo cái ID của cái bài toán nó đang làm. Ví dụ như là bài toán nó sẽ thông báo cho việc là cái inference cluster này sẽ sử dụng cái mô đồ về fail condition như đây. Thì ở đây sẽ có một con scheduler, nó sẽ đọc cái message queue này và nó sẽ loát các cái vùng nhớ này vào, các cái mô đồ cần thiết vào vùng nhớ. Ví dụ bắt nó vào memory hoặc GPU và bắt đầu inference nó respond lại cho từng cái client này. Và nó sẽ cái scalable này nó phải làm việc hiệu quả để việc mà khi mà một ví dụ như là một cái mô đồ được loát vào bị xong rồi chẳng hạn, thì nó sẽ tính toán là nếu mà loát cái mô đồ kia thì nó có cần bỏ cái thằng mô đồ cũ đi không. Nên là chung là khá là phức tạp. Đây là cái này trên ý tưởng. Nên là mình bắt đầu mình tìm các tool. Thì mình đi tìm các tool thì mình khám phá được một thằng tên là Triton này. Và cái năm đấy thì mình khám phá ra, thì mình bắt đầu đọc cái doc của nó. Thì như kiểu đang nắng hạn gặp mưa rào đấy, mình lại gặp cái vấn đề nó giải quyết tất cả những vấn đề mình đang làm. Tức là việc nó support HTTP này, gRPC, và nó viết bằng C nên là cực kỳ nhanh. Chứ không phải biết nếu mà mình muốn implement này thì mình chỉ có cách là biết bằng bằng Python thôi. Vì là mình viết bằng C cộng thì nó công sức nó quá lớn mà mình không làm được. Và nó có thể là nó sẽ có một cái bộ scheduler này, nó sẽ scheduler này nó serving nhiều cái backend framework quá là tuyệt vời luôn này, tức là việc là TensorFlow hoặc PyTorch hoặc ONX hoặc cái gì đó TensorRT. Thì một cái này mình chưa nói đến, trước là việc là các mô đồ này mình đang sử dụng một cái mô đồ public ở trên các cái GitHub ấy, nền tảng GitHub đó. Mình không data này, mình không training lại trên với data kia, cái này không có chi phí nữa. Thì cái test project này thì nó mở ra cho mình một cái chân trời mới việc là sử dụng tool. Okay. Thì nó có video này ở đây, mọi người xem mình có để link video đây chẳng hạn, thì nó sẽ có là việc với 8 cái GPU này nó có thể serving được khoảng 15.000 request mỗi giây, tốc xỉ một image per second này. Đấy, việc là nó sẽ liên tục load vào các cái vùng nhớ, các cái mô đồ và các cái GPU này để mà tối ưu hóa hết cái việc xử lý. Thì mình bắt đầu mình chuẩn bị, mình sẽ sử dụng cái region này để mà mình làm cái inference cluster. Thì mình sẽ chung này. Nhưng mà một vấn đề nó lại xảy ra tiếp, đó là việc là khi mình set up được cái này chẳng hạn thì nó lại vẫn gặp vấn đề về scale up và scale down. Tức là cái hệ thống này nó được xử lý cho việc là nó sẽ ví dụ là các cái cửa hàng ấy bán lẻ ấy, thì nó buổi sáng sớm nó không có người, không có khách. Nhưng mà tầm 9-10 giờ nó có khách. Nó cũng tẻ tẻ thôi. Nhưng mà đến 10 11 giờ 12 giờ chẳng hạn thì đấy khách đông. Trong tuần thì ít khách, cuối tuần thì cực kỳ đông khách. Đó, thì và buổi tối nữa, cái buổi tối khoảng 9-10 giờ cũng đông khách, và đến sau ở đấy thì nó lại không khách nữa, thì tức là cái hệ thống này không còn hoạt động nữa. Vấn đề là việc là nó có những thời gian điểm nó cái hút loạn khác nhau.
Và nếu mà giả sử như vào tầm 10 giờ tối mình phải check xem là à có thằng nào đang hoạt động không, nếu không thì tao tắt server đây. Rồi sáng sau lại 7 giờ dậy, 7 giờ dậy là để bật server. Thì nó củ chuối quá. Với lại việc là nó khó chịu nữa, nếu mà ngày nào cũng phải làm như thế nó ức chế. Thì mình đang không biết đau đầu là việc là mình sẽ giải quyết bài toán này thế nào. Thì mình viết là việc là mình viết các cái schedule job, cron job ấy trên Ubuntu chẳng hạn, mình thực hiện các cái bash script. Nhưng mà hôm nào mà xui xui mà cái bash script nó bị lỗi chẳng hạn, hoặc là cái máy mà thực hiện cái cron job này nó bị lỗi chẳng hạn, thế là cái hệ thống này nó chạy qua đêm luôn, tiền nó tăng lên. Thì cái vấn đề này mình không không biết làm thế nào thì nó khó chịu. Thì đang chuẩn bị cái vấn đề đấy thì mình bị project này bị cancel đi, nghĩa là việc là vấn đề về business nó chưa rõ ràng lắm. Thì vì là mang đi đi bán ấy thì họ ấy, ok họ cho những người thử, nhưng mà họ trả tiền thì không không trả tiền, vì là cái vấn đề là cái hệ thống này nó mang lại tiền cho giá trị gì cho khách hàng, ví dụ là nó tăng thì khoa cho ông chủ ông ấy khoảng 5% doanh thu chẳng hạn, sẵn sàng mình có thể bán được luôn. Nên là họ sẵn sàng họ đặt cả hệ thống của họ luôn. Tuy nhiên là cái vấn đề là cái hệ thống AI này hay nhưng mà nó đem lại gì cho khách hàng. Thì mình từ cái câu chuyện đấy thì mình bắt đầu mình chú ý hơn là việc là các cái project AI ấy, nó sẽ làm gì, giải quyết gì và có thị trường như nào và cái tiềm năng như nào, vì tránh trường hợp là việc là làm xong thì mình cũng vứt đi đâu, vì nó tốn kém chi phí nữa. Thứ hai là dòng tiền của cái dự án này nó không có nhiều, thì làm được một thời gian thì nó hết và mình không có nhiều tiền về có thể là tuyển thêm người hoặc là tuyển thêm data scientist hoặc là gắn thêm nhãn chẳng hạn, mình không có. Thứ ba là việc vấn đề về accuracy, độ chính xác, ví dụ như là cái phần mình có làm về phần trên này. À, thế còn con này mình viết bằng CPU ấy, à, bằng bằng à, viết bằng bằng CPU thì cái độ chính xác nó không tốt này, phần checking nó chẳng hạn, phần sort ấy nó hay ghép nhầm giữa hai thằng đi cùng với đông, nếu có một người một vài người vào cái mật độ thấp ấy thì nó ghép cực kỳ chính xác, nhưng mà khi mà đông quá, ví dụ như là khoảng mấy chục người xáo trộn lại trong cái một cái khu bán hàng chẳng hạn thì nó ghép nhầm, nó đếm sai người ta. Ở đó thì cái project này mình dừng lại để sếp dừng lại. Thì sau đó thì mình bắt đầu mình chuyển sang công ty được đầu tư ấy, mình bắt đầu là chuyển sang một công ty, thì công ty này thì à vẫn là công ty đấy thôi nhưng mà nó đổi tên. Thì mình bắt đầu mình làm với đội bên Nhật, công ty mẹ, thì làm việc như một data scientist, bằng việc là họ sẽ có các bài toán thì mình sẽ bắt đầu mình gắn nhãn này, mình thu thập dữ liệu này, gắn nhãn và có một quản lý một cái đội gắn nhãn. Sau đó thì làm các cái bài toán về thử nghiệm các cái thuật toán chẳng hạn, các cái giải thuật mà mình để mà có thể là nâng cao được cái độ chính xác lên. Đó, thì ví dụ như là mình có một cái bài toán như này chẳng hạn, mình xử lý này, mình có các cái phương pháp xử lý processing, thử nghiệm các thuật toán và các cái model evaluation để tạo được cái best model như này. Thì ở đấy mình phải làm là việc là mình thực hiện những cái thử nghiệm như này và mình nốt lại là việc là cái thuật toán này thì sử dụng cái phương pháp nào, sử dụng hạt parameter nào và cái metric score là như nào, và một số cái lưu ý là việc là để chạy được thì mình cần như nào, thì mình quản lý bằng Excel. Excel mình hàng ngày mình cứ chạy, xong rồi mình xem log, xong rồi mình chạy Excel thì nó cực kỳ chán và nó sai sót tí thì lại mệt đó. Khi đấy thì gặp vào cái đề này thì mình vẫn cố gắng làm thôi, mình đốt lại là mình có một cái issue là như này, tức là việc là checking các cái experiment như nào, làm sao đó để mà đến cuối tuần thì ông sếp ông ấy, ông kim lead ấy, ông ấy vào ông ấy tự check, ví dụ mình public là một cái API là ông ấy vào ông check, đăng nhập vào ông check thì mình nốt lại thôi, mình chưa chưa xử lý tiếp. Thứ hai là việc mình tuning các cái hyperparameter cho các thử nghiệm của những cái thử nghiệm này chẳng hạn. Thì mỗi cái thử nghiệm này nó có khoảng vài chục cái tham số cần tuning, tức là thực hiện vài chục cái thử nghiệm. Và công ty mình thì lại có một đống cái máy cấu hình khác nhau và việc là có GPU khác nhau. Đó. Thì ví dụ như là mình nốt có cái phần nốt này. Thì khi đó thì để mà thực hiện được khoảng vài trăm cái thử nghiệm tuning đấy thì nó còn mình lại quản lý Excel tiếp. Sau này đến mỗi lần thử nghiệm thì mình tính toán xem là cái thử nghiệm đấy thì nên chạy bằng máy nào để phù hợp đó, sắp xếp EH vào từng máy, xong rồi chạy chạy một cái Docker ở đấy, xong rồi để nó log ra, xong rồi log ra, xong rồi đợi đợi chạy xong, xong rồi đọc log, xong rồi mình check một loạt log để mình ghi vào Excel
để mình báo cáo lại bên team lead là tôi đã thực nghiệm các việc thử nghiệm như này, tôi đi như này và cái thấy thấy được là cái kết quả là như kia. Đó. Thì mình làm cái này khoảng nguyên một hai một hay hai tháng ấy, cực kỳ khó chịu việc là chạy vào đây xong SH này nhớ cái máy nhớ cái ID của máy để ghi với Excel, xong này khoảng 1-2 tiếng nữa lại check lại và check lại xem là nó chạy xong chưa, có lỗi không. Và việc là làm như thế là cực kỳ khó chịu, tức là việc là phải đợi xong đợi cho cái thử nghiệm trước chạy xong và trước cơ thử nghiệm mới. Nhiều khi là nó khó chịu quá mà nó bị nhầm ấy, người có khi cả tuần mình xóa hết, xui xui mình đi xóa hết tất cả log đi thì là các kết quả này nó bị xóa hết nên chạy lại một tuần. Thì mình lại nốt được vấn đề nữa là việc checking, là việc là mình triển khai các cái tooling như nào, thử nghiệm như nào. Thì đấy là mình nghĩ là chắc là các bạn data scientist bây giờ cũng gặp phải cái vấn đề đấy. Ok, là một vài công ty. Thì sau đấy thì mình có, sau khi mà kết thúc một số dự án đấy thì mình bắt đầu mình tìm cái solution cho cái việc là những cái khó khăn mình khó chịu mình phải gặp phải, mình cực kỳ ghét các bạn đấy. Thì đầu tiên là việc là quản lý các task thì mình sẽ làm như nào. Đầu tiên là mình sẽ đặt Kubernetes, mình gom tất cả các cái bọn này vào thành một cái máy để đánh task, và mình có một cái máy master để điều khiển tất cả cái cụm này. Đó. Thứ hai là mình sẽ sử dụng Kubeflow để việc là mình trigger các cái phần pipeline đó, mình tức là mình sẽ sử dụng cái pipeline mình viết các cái job training đấy, mình trigger pipeline. Và cái việc là mỗi cái job nào nó sẽ có lưu ý, ví dụ như là job một cái thử nghiệm về một cái mô hình nó chỉ cần cái máy 1080 rồi thôi, và một cái máy vẫn cần khoảng 7 CPU khoảng 16 GB là vừa, thì mình sẽ gắn tag nó để mà cái hệ thống nó sẽ tự động nó trigger ở đây và mình sẽ đặt lịch cho nó chạy. Tức là mình sẽ cùng Kubeflow mình đặt lịch nó chạy, tức là khi mà ví dụ như đây có 4 máy hạn thì nó chạy tuần tự đâu, mình đặt khoảng 500 cái job đấy nó có chạy tuần tự để mà khi mà nó tài nguyên nó đủ ấy, nó available ấy, thì mình sẽ cái job sau nó sẽ đẩy vào, nếu không thì nó sẽ đợi cho khi nó đủ. Thì khi đấy thì mình public API chẳng hạn, thì cái ông team lead bên Nhật thì ông chỉ cần vào thì thằng này nó chạy được khoảng mấy chục cái rồi đấy, thành công hết rồi kìa, trong trường hợp nó thành công rồi. Và cái metric nó như nào thì mình sẽ sử dụng một cái MLflow để mình checking các cái experiment đấy, để cho cái đội team lead quản lý và đọc, mình không phải dùng Excel quản lý nữa, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình hơn. Và thứ ba là việc là có một cái bài toán là việc là mình gắn nhãn dữ liệu, mỗi lần mình gắn nhãn dữ liệu cho ngày mình sửa lại hoặc cái gì đó thì mình phải copy ra một cái thư mục mới hoặc là một quản lý bằng thủ công ở Excel. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái tool tên là DVC để việc checking là việc là tuần này đội gắn nhãn là bao nhiêu ảnh này, gắn nhãn những ảnh gì, và những cái ảnh cũ chẳng hạn đã có sửa cái meta tag không, những cái label có sửa đi không, thì mình sẽ checking được là việc là các cái thay đổi trong cái việc là quản lý dữ liệu đấy. Thì đến mức mà họp chẳng hạn mình chỉ cần show cho sếp thôi, cái đội kia đã làm được bao nhiêu ảnh, được nó đang cái đội gắn nhãn được khoảng 1000 ảnh trong một tuần này rồi, và những cái ảnh này và những cái ảnh cũ thì đã sửa được hết rồi. Đó, thì nó sẽ đơn giản hóa công việc của cái team của mình đi. Thì sơ qua cho mọi người anh em là chưa biết về Kubeflow ấy, thì nó là một cái hệ sinh thái về các cái tool phục vụ cho việc chạy các cái serving cho cái machine learning này. Thì mình tập trung vào việc là sử dụng pipeline, cái tính năng là pipeline này, experiment, model serving, hyper-parameter tuning và notebook. Training này thì mình có sử dụng qua đâu, nhưng mà các bài toán của mình thì hầu như mình không cần đến phần distribute training chẳng hạn. TensorBoard nữa. Thì mình sẽ làm như thế. Thì mình giới thiệu trong cái hệ sinh thái của Kubeflow, nó có phần tuning này khá hay. Nó dùng K-tip. Tên là K-tip, hiện tại nó vẫn đang có đấy. Thì nó sẽ giống như một số tool bên ngoài thôi. Một số tool mọi người ăn hay dùng ấy, nó có cái vẽ cái hình như này. Thì mình nó, nhưng mà có hai cái hay là việc là một K-tip này nó work trên Kubernetes, tức là mình có thể mình custom các cái resource cho nó. Checker hoặc là mình làm như kiểu mình setup các cái Kubernetes thôi. Khi mình ở đây thì mình sẽ có overview này, các cái channel này, các detail này, các log đó. Và mình có thể check được là mình sẽ cấp phát resource cho nó được. Và mình giới hạn là việc là nó sẽ chạy cùng một lúc bao nhiêu. Còn là ví dụ là nếu mà có tài nguyên nó sẽ không ưu tiên. Thì mình có để cái ảnh sụp này. Thì khi mình tuning chẳng hạn thì ông team lead ông ấy vào ok thế thì như này. Và ông thấy rằng là khi mà tối ưu hóa ví dụ như cái thông số learning rate chẳng hạn nó đến 0.1 này, thì cái việc là
cái validation hoặc accuracy hoặc validation accuracy nó tốt nhất. Thì ngày xưa mình để mà có cái graph này ấy, mình phải tự vẽ. Vẽ bằng Excel xong rồi vẽ bằng linh tinh tinh cực kỳ mất thời gian, thì có tool support rồi. À như vậy, à báo cáo như này thì à, thế thì mình sẽ tối ưu hóa tập trung loan canh trong vùng là learning rate này để mà có thể là tạo được lên trên và các cái thông số về number layer chẳng hạn thì nó khoảng 3 này. Hoặc là optimize thì nó sẽ sử dụng cái ADAM là tốt nhất. Đó. Thì mình sẽ có thể checking được là việc là mình sử dụng cái mình tuning cái tham số nó đơn giản hơn bằng việc là mình chỉ cần setup một cái job thôi, job training đầu tiên. Mình setup cho bọn ca tip này là việc là à thế thì learning rate chẳng hạn nó sẽ ở trong khoảng nào khoảng nào và các cái number layer này trong khoảng nào và cái optimizer mình sẽ sử dụng ADAM này, SGD hoặc là cái gì đấy không nhớ rõ gì đó. Và mình sẽ checking các cái thông số là việc là variation accuracy và training accuracy. À, khi đó khi chạy xong ấy nó sẽ báo cho mình. À không, mình không cần báo, mình sẽ check và cái dashboard của nó check thì mình sẽ thấy là à về cái batch trial param này nó sẽ ở cái con này này. Ví dụ là learning rate bằng 2,2 mũ E-2 này, number layer 4 này, optimize dùng SGD. Khi đó thì validation accuracy là 0.97. Thì làm cho mình cái việc là ngày xưa thay vì mình làm 2 tháng để tuning thì mình chỉ setup trong khoảng một ngày thôi cho mình đỡ. Trong trường hợp nó cái lỗi thì nó sẽ trial, nó retry lại. Nó sẽ chạy, ví dụ thiếu tài nguyên chẳng hạn thì nó sẽ retry lại. Thì khi đó thì mình rảnh tay hơn, mình làm những việc khác. Thì sau, nhưng mà mình cũng chưa kịp áp dụng cái này, thì mình chỉ chạy lý thuyết thôi. Lý thuyết như thế thì mình chạy thử ở nhà và thử. Thì mình chưa kịp áp dụng thì mình bắt đầu mình suy nghĩ vì cảm giác là mình đã bị mất định hướng là mình làm gì. Tức là mình làm data scientist nhưng mà làm lại các cái việc là engineer hoặc làm các cái công việc như là quản lý gắn nhãn chẳng hạn. Thì là mình bị, tức là một người làm nhiều job quá, đâm ra mình bị mất phương hướng làm việc là à thế thế mạnh của mình là gì, mình sẽ phải làm gì và tương lai mình làm gì. Mình làm một mình nó cũng chán đấy. Thế là mình có chuyển nghỉ việc, mình chuyển sang công ty 2. Thì trước khi mình chuyển sang công ty 2 thì mình có khoảng 6 tháng nhà một cái gap year đấy để mà thế để trông con, nghĩa là để trông con á, mục đích chính là trông con vì còn bé thì vợ mình đi làm thì mình sẽ trông con nha. Trong thời gian đấy thì mình có vẫn thích là mình trở thành một data scientist. Tức là cái thời gian đấy thì nó cái nghề đấy nó khá là hot, cool đó. Và nó là thu nhập nó cũng cao hơn so với các ngành khác. Thì bắt đầu mình đọc cái quyển Deep Learning này. Thì mình đọc khoảng 6 tháng nhưng mình chỉ đọc được 3 chương. Chương đầu thì hiểu hết. Nhưng mà chương thứ 2 thì hiểu chắc được nửa, chương thứ 3 thì chẳng hiểu gì. Thế mình bắt đầu mình lung lung à thì tại sao này mình lại định hướng data scientist. Trong khi mình cũng không có nhiều nền tảng lắm về việc học thuật ấy, thì mình chỉ học hết đại học thôi. Thì bắt đầu mình thấy là việc là cái hướng này nó không hợp lý lắm. Để mà mình trở thành một cái data scientist thực sự ấy, có thể là mình sẽ phải mất khoảng mấy năm nữa. Và trong khi mà đi làm thì chẳng hạn thì mình có thể là mình sẽ không đọc sách được. Không đủ thời gian và không đủ cái thời gian hiện tại là free cả ngày còn đọc được. Nhưng mà nếu mà đi làm thì mình có thể mình sẽ không thể đọc được, không thể tăng tiến hơn nữa. Thì mình chuyển sang là việc là mình sẽ làm machine learning engineer. Khi đó thì mình bắt đầu mình học các cái thứ mà những cái issue này chẳng hạn. Mình bắt đầu mình quay lại những cái này để mình đọc, mình học về Kubernetes, setup ở nhà ấy. Mình setup một cái máy vài cái máy nhỏ nhỏ với nhau thì mình tạo được Kubernetes chạy Kubeflow, chạy Mflow và chạy DVC đó. Tức là mình chỉ biết thôi, mình chạy thử ở nhà chạy các cái tool này đó. Thì sau đó mình bắt đầu mình đi tìm công ty, tìm công ty để mình đi nhiều công ty thì nhưng mà việc là chưa được công ty thích hợp lắm nên mình quyết định là mình có xin phỏng vấn là Viettel hoặc là Bigatvin hoặc là FPT nhưng mà bị reject hết nên là mình chuyển sang một công ty outsourcing làm. Thì khi đó thì mình vào công ty outsourcing thì may quá mình lại gặp một team họ cần machine learning, một cái công ty họ cần machine learning engineer và cần cái hiểu biết về Azure Cloud ấy. Thì mình có một tí thôi, không biết nhiều nhưng mà mình cũng chăm gió mình biết. Thì họ ấy nhận mình vào làm cái team đấy với hai bạn nữa, bạn Python Dev nữa. Thì làm với team Japan đấy, team Pin Nhật này. Thì lần đầu mình tiếp xúc với việc là cái quy trình làm việc của họ như nào. Thì mình lại mở ra một chân trời nữa là việc là cái team nó sẽ hoạt động như nào. Thì cái team Japan này là một cái công ty cực kỳ lớn ở bên Nhật, cũng số má lắm. Thì họ ấy sẽ phân chia thành cái việc là có hai team, đầu tiên là data scientist và machine learning engineer riêng biệt. Data scientist ấy, thì là họ sẽ phụ trách là việc là chỉ nghiên cứu toán thôi, chỉ nghiên cứu các giải thuật và đưa ra các giải thuật. Còn team engineer này sẽ chủ việc phụ trách là việc là mình đem các giải thuật đấy mình
tạo thành các cái sản phẩm để có thể là giải quyết vấn đề của họ ấy. Thì mình gặp được cái này thì mình thấy là ok, hay đấy, mình làm, bắt đầu làm. Thì mình ở đấy mình học được là việc là mình sẽ học được phần sử dụng Azure, và họ sử dụng một cái tool là Azure ML này. Thứ hai là việc là mình sử dụng coding, coding của họ cực kỳ chuẩn, tức là cái đội engineer của họ ấy code cực kỳ đẹp, tức là log chi tiết này, log chi tiết này, viết unit test này, OOP hoặc là những cái cực kỳ chuẩn, thiết kế nó cái code nó khoa học. Thứ ba là mình bắt đầu mình cái khái niệm về ML pipeline là như nào, tại sao là nó sinh ra cái pipeline đấy. Thì cái ông có leader cũng giải thích cho mình là việc là do là việc là các cái step nó sẽ sử dụng tài nguyên khác nhau, và nó sẽ có mình càng tách nhỏ ra cái pipeline ra, càng tách nhỏ ra ấy, thì mình càng dễ quản lý hơn, để tracking hơn. Và các step đấy thì nó sử dụng cái tài nguyên nó cũng khác nhau nữa, nên là trong cloud thì mình cố gắng tách nhỏ ra để mình tận dụng được cái việc là việc cloud, cái tài nguyên cloud ấy, để giảm chi phí đi. Và một cái nữa là việc testing, đội machine learning engineer của họ ấy test cực kỳ chuẩn nữa. Tức là mình biết được cái đầu tiên là viết unit test, integration test và test performance. Thì đấy mình họ ấy sẽ bắt yêu cầu mình sẽ là viết dev các cái feature, và cái đầu là mình sẽ phải define ra các cái test như thế, cộng với việc là mọi người sẽ cùng define test và thực hiện test và report báo cáo. Mình tiếp xúc với cả agile nữa, và một cái mình ấn tượng nhất đó là document và system design của họ ấy cũng rõ ràng rành mạch. Tức là việc là data scientist ấy, thì họ sẽ làm việc là họ nghiên cứu, họ report, và các cái giải thuật của họ đều có cái, tức là họ đều có kết luận, tức là tại sao nó như này, cho kia, để lý giải cái việc là tại sao nó ra data scientist đấy, tại sao tức là với cái kết quả đấy thì tại sao nó lại ra cái với giải thuật đấy, và làm như thế tại sao nó ra cái kết quả như thế, và như và cái hướng tiếp theo như nào, thì nó sẽ khác với việc là ngày xưa mình làm là việc là mình thực hiện tuning toàn bộ luôn, mình chẳng hiểu gì. Bên đây họ phân tích từng cái chi tiết một là tại sao đầu vào và cái thuật toán này có ảnh hưởng gì. Thì để mấy bác đấy là mấy bác về làm tiến sĩ cả, nên là mình thấy là khá là phục đội mà data scientist đấy. Về system design thì họ viết cực kỳ chi tiết, và các cái dự án của họ đều có một cái same, có giống nhau, có cái design system giống hệt nhau, nên là cái tốc độ triển khai một cái dự án mới, tức là sau khi data engineer đưa ra cái report, cái requirement đấy, thì triển khai nó cực kỳ nhanh. Thì thường là sẽ chạy code trong khoảng nửa tháng đến một tháng, test khoảng 2-3 tháng gì đó. Thì đội Nhật thì nổi tiếng với việc là test cực kỳ kỹ, tức là có một cái function mà code trong một tuần, test trong 3 tuần còn lại. Thì đầu tiên mình bắt đầu mình tiếp xúc với cái quy trình làm việc của một đội bên Nhật như nào, chuyên nghiệp như nào. Thì đây là một cái pipeline đầu tiên mình viết trên Azure Cloud đấy, Azure ML đấy. Thì chạy được cái này một xanh lè phát là mừng rớt nước mắt luôn. Thì sau khi mình trải qua cái project của bên đội đội bên Nhật đấy, outsource cho khách hàng đấy, thì mình rút ra một kinh nghiệm là việc là các cái dự án ML ấy, mình trước giờ nhìn lại machine learning ấy, thì nó đều có một cái template giống nhau, nó chỉ khác nhau là việc là các giải thuật và có thể là đầu vào nó khác nhau thôi, còn cái template này nó giống nhau. Thì mình nhìn lại là việc là giả sử như mình có thể tạo được một cái template giống cái đội Nhật kia, mình áp cho tất cả các cái project của công ty Azure mình đang làm ấy. Tức là việc là bây giờ mình làm thì quy trình như thế thì chỉ cần là data scientist là tuân theo cái quy tắc đấy thôi. Ví dụ như là việc là coding, report và kiểm tra cái model đấy, thì sẽ có một cái đội, ngay lập tức có một cái đội machine learning engineer nhảy vào support luôn. Thì nó sẽ giảm effort rất nhiều và tăng tốc độ cái dự án lên, triển khai dự án lên. Việc là thay vì mình trước mình phải là cố gắng là mình có cái đội đợi cái data scientist làm xong ấy, mình bắt đầu mò việc code API như nào, triển khai trên hệ thống như nào, thì bây giờ mình có một cái tool sẵn sàng rồi chẳng hạn. Thì đó thì mình xem code xong là xong, là mình xong đó, mình bắt đầu mình triển khai APM, đề xuất APM là việc là có các cái template như này. Thì khi đó mình vẽ ra một loạt các thứ linh tinh về MLOps như này, QNS này, SQNS, Qflow, MLflow, CI/CD, Terraform này ạ. Và khi đó thì mình sẽ có một cái giả sử như việc là mình sẽ có một dashboard đây, và mình sẽ khi vào dashboard đấy mình sẽ quản lý được tất cả những cái project mình làm. Thì ở các công ty outsource nó có một vấn đề như này, tức là các cái project họ làm rồi ấy, họ release cho khách hàng rồi, họ đóng gói, họ cắt đi, xong rồi cái người ấy nghỉ việc,
xong rồi sau này những cái đơn vị khác họ tiếp nhận thì cũng thường là đọc thì đọc đọc vậy thôi, sẽ đáp lại không sẽ đáp được. Và ông sếp ông lại bảo là đi sale, à đội sale chứ không phải sếp, đội sale đi muốn đi sale là à, tôi muốn cái project một này, nhưng mà bây giờ sẽ đáp lại mãi không được, không chạy được, thế là chỉ có quay lại video rồi sale trên giấy thôi. Thì giả sử như vậy thì giả sử trong cái để giải quyết vấn đề đấy, chẳng hạn mình có một cái dashboard nhỏ này, mình duy trì Kubernetes cloud, mình sẽ deploy tất cả các project ở trên cloud này. Trong trường hợp mà mình không dùng đến ấy, thì các project này sẽ bị, tức là nó scale down xuống, scale zero, tức là nó sẽ không tiêu tan tài nguyên. Chỉ khi mà mình trigger và mình click vào cái dashboard chẳng hạn, thì bắt đầu nó khởi tạo tài nguyên cho cái project này, nó start lên. Khi đó mình đi demo với khách chẳng hạn, chẳng hạn mình có khoảng chục cái này, thì khi đó thì mình sẽ không phải bị thuộc nào, rằng là à cái người trước có nghỉ rồi họ bàn giao lại, nhưng mà bây giờ mình setup lại thì nó phức tạp, tài liệu con đọc không hiểu, giờ không setup được. Đấy thì mình giải quyết được cái vấn đề đấy. Thì mình cũng chỉ để soát với sếp thôi. Nhưng mà cái việc là ai làm này, làm bao nhiêu, nó lại tổng chi phí. Công ty Azure thì nó cũng không có nhiều chi phí để xây dựng một cái dự án này. Thì sếp mình cũng thích một cái, cũng nghe thấy hay hay. Nhưng mà vẫn pending lại, cho nên mình đi làm các project khác. Sau đấy thì mình bắt đầu mình update cái update bừa cái này trên LinkedIn, trên CV của mình ấy. Thì trong thời gian đấy thì có một công ty khác, công ty thứ ba này, thì họ liên hệ với mình là họ muốn làm một cái machine learning IoT platform cho IoT, đặc biệt là xử lý các cái dữ liệu của IoT trong nhà máy như này. Thế nên mình thấy cũng hay, tức là cái tầm nhìn là cái business của họ ấy cũng ok, nó áp dụng tất cả những cái mình đang cần muốn thử nghiệm. Thì mình đồng ý luôn. Thì ví dụ như là mình làm gì, tức là việc là cái IoT ML platform ấy, thì bình thường cái quy trình làm việc của mình là data đây, sẽ có data scientist để mà làm cái feature engineering này, feature selection này, tạo data set, training, test, training, xong rồi tuning, evaluation. Sau đó thì sẽ deploy trên hệ thống để mà serving với production data. Thì cái quy trình này nó cực kỳ tốn thời gian. Và có thể là việc là training xong rồi có khi lại không phải không đi deploy được, vì là nó ví dụ như là cái vấn đề về data, cái feature của nó không hợp lý chẳng hạn. Khi các ông data scientist làm như là các ông ấy lấy cái feature đâu ra ấy, thì nhưng mà đến serving không có, thì độ chính xác thấp ấy, thì làm cho việc là cái quy trình này nó cực kỳ rối rắm và phức tạp, nó mất thời gian nữa. Thì bên công ty muốn làm một cái là IoT platform, tức là mình sẽ đưa hết cái này lên một cái hệ thống, và có thể là data scientist họ cũng thể làm được, tức là họ sẽ làm về engineering này, selection, họ làm về họ define, họ training, họ sử dụng một cái hệ thống về tuning để tạo ra cái model tốt nhất. Sau đó thì họ chỉ cần ấn một cái click chẳng hạn, họ sẽ deploy lên production luôn. Thì cái mục tiêu là như thế. Thì mình vẽ design cho cái flow hệ thống. Mình sử dụng các tool như Kubeflow, Fast, Kafka, MFlow và model serving và cái cloud mình chọn là Azure, sử dụng chính K8S, Kubeflow. Thì có cái bọn time series này có một cái đặc điểm, tức là cái bài toán về time series thường thì nó sẽ một số bài toán ấy mình đang giải quyết ấy, thì nó là cái bài unsupervised, tức là nó không có label. Nhưng mà nó có một cái bài đây là việc là mỗi cái time series data này ấy, nó chỉ tạo ra một cái model, tức là nó sẽ khi mà được database này mình chỉ tạo ra một cái đồ trên time series đấy, và cái model nó chỉ work trên cái time series của nó thôi. Khi mà chuyển sang nó có thể serving trong cái việc là time series 2 nhưng mà nó độ chính không tốt. Ví dụ như cái bài toán về phát hiện bất thường chẳng hạn, hai cái data là cũng xem nhau đấy, hai nhà máy chẳng hạn nó xem nhau. Nhưng mà cái model một được trên nhà máy 1 có thể là nó vẫn làm việc trên nhà máy 2 nhưng mà độ chính xác không cao. Đó. Nên là mỗi cái time series này mình sẽ có một model riêng, mình phải serving một cái model riêng. Thì mình sẽ serving như nào? Tuy nhiên là việc cái time series nó sẽ có các cái dữ liệu đến một cái event, new event này chẳng hạn. Mình sẽ có một cái consumer đây, mình xử lý tất cả thứ, đọc database, ghi database, và mình sẽ call đến cái model API, cái model mà nó cần. Giống cái gì cái model mình cần, nên lấy cái quả về event này ha. Ví dụ là cái bài toán về anomaly, thì là cái event đến này, cái event nó đến thì nó sẽ báo là cái hệ thống nhà máy đang hoạt động bình thường. Nó sẽ update database, nó báo vào database dashboard cho user sử dụng. Thì vấn đề là mình sẽ deploy cái này như nào để có thể là scale lên, scale up, scale down, xong rồi vấn đề ngày trước mình đã gặp phải đấy, tức là scale up, scale down, xong rồi tối ưu hóa chi phí nhất, vì là không, nó không chỉ có một cái model như này mà mình có thể có hàng nghìn cái nhà máy cùng
cùng truy cập vào cái cloud của mình, cái hệ thống của mình. Nó sẽ gửi hàng nghìn cái stream lên. Khi đó mình xử lý như nào, không để mình mỗi cái model này là một cái tức là không phải mỗi cái model này là một cái máy được, một cái VM được. Vì là các cái event này nó đến với nhau cách nhau khoảng 5 giây hoặc 10 giây. Mình không thể bật một cái máy liên tục, một cái port liên tục được để mà serving, vì là nó chỉ dùng 100 giây nhưng mà nó lại tức là nó chỉ xử lý trong khoảng 100 mili giây thôi. Nhưng mà phải bắt nó cái model nó chạy nó sống liên tục trong khoảng 5 giây chẳng hạn thì không được. Đó, mình sẽ tìm một cái model API cluster như nào. Thì cái giải pháp đầu tiên nó là cái SERP, nghe đọc vẻ khá phù hợp. Kiểu kiến trúc về serverless trên cho model inference. Thì đây là cái hình mình lấy từ cái trang web của nó. Vì là nó tích hợp trên Kubeflow và nó dùng, tức là mình có thể là bật tắt những cái model này, tức là mình khi mình dùng thì mình bật lên. Khi có request đến thì cái model này nó sẽ active. Và sau khi mà nó không sử dụng nữa chẳng hạn, tức là nó xử lý xong bài toán của nó rồi, nó sẽ off đi. Nó không sử dụng, nó sẽ off đi để tích nhận tài nguyên cho người khác. Ở đây thì các bạn có thể đọc cái doc của nó khá hay. Và mình làm này thì mình đọc mỗi tool này mà làm đọc thì mình đều phải đọc hết cái doc của nó xem nó làm gì, nó xử lý như nào. Thì bọn này nó sử dụng một cái tool tên là Knative. Nó xây dựng trên top của Knative ấy, giống Kubeflow rồi ạ. Nó sẽ có các cái Knative Service Revision Deployment. Và ở đây mình sẽ có là các cái port. Nó sẽ chia ra là một cái service, một cái request xử lý. Nó sẽ được đi qua hai cái microservice khác, Transformer Service và Breaker Service. Thì cái Transformer này tức là việc là nó sử dụng peer request này. Xong rồi nó sẽ gọi sang cái Breaker Service để predict. Và nó post process và nó trả lại response cho client. Còn cái predictor này sẽ xử lý là việc là nó là một cái model server, ví dụ là nó sẽ xử lý TensorFlow, PyTorch hoặc là TensorRT chẳng hạn. Thì đầu tiên nó sẽ pull nó về, pull cái model từ cái storage về, bắt đầu serving xong thì nó sẽ trả lại kết quả, nó đợi xem tầng là nó có, nếu mà có cái request rồi trong thì nó xử lý tiếp. Nhưng mà nếu mà không có request trong khoảng 1 giây hoặc 2 giây 3 giây gì đó, tùy mình config, thì nó sẽ off đi, tắt đi, giải phóng tài nguyên đi. Thì nghe có vẻ hợp lý. Và thứ hai là nếu mà việc có nhiều cái request cái cùng một lúc ấy, thì nó cho phép là nó mở rộng cái request lên, nó sẽ không tức là nó sẽ scale down lên, scale up lên đến khi mình theo cái config của mình ấy. Ví dụ như cái model này chẳng hạn, mình sẽ có hai cái predictor cho cùng một model chẳng hạn, mình sẽ có hai predictor, hai port này để riêng biệt để mà tăng cái throughput lên, tăng cái tải lên. Khi mà nó không còn nữa chẳng hạn thì tất cả những cái đống này nó sẽ bị off đi, nó không còn gì nữa, nó chỉ còn thông qua cái Knative thôi. Còn cái đống Kubeproxy này, đống port này nó sẽ bị xóa đi, giải phóng tài nguyên lên mà nó không tiêu tài nguyên nữa. Thì khi mà cái user đến lại request đến chẳng hạn, nó lại đến cái Knative trước và trigger sử dụng tài nguyên cho những cái đống này xử lý tiếp, thì nghe có vẻ hợp lý. Ví dụ như là chẳng hạn, ví dụ mình có cái API của cái gateway của cái SERP đây, và mình có một setup một cái inference pool. Tại sao mình có một inference pool này? Tức là việc mà các cái tính toán ấy, về serving model ấy, thường nó sẽ cần những cái VM nó lớn hơn, cái virtual machine nó lớn. Ví dụ như là có GPU này, có nhiều memory, ví dụ là có khoảng 20 GB hoặc là memory và nhiều CPU hơn. Còn những cái service khác thì những service thông thường ấy, thì mình chỉ cần những cái máy, cái port nó ít thôi, mình sẽ không cần nhiều. Nên là mình sẽ có đặt cái inference pool riêng biệt này. Khi mà có cái lần đến thì nó bắt đầu nó khởi tạo nốt, tức là khởi tạo máy, nó bảo cloud, nó trigger thì cloud là tạo một cái nốt để serving, và đó nó sẽ khởi tạo các port này, transformer port này và predictor port. Ví dụ là cái này chẳng hạn, nó sẽ yêu cầu request là 2 CPU và 10 GB RAM, nó sẽ xử lý xong nó sẽ trả lại. Sau khi mà nó xử lý xong thì nó sẽ off. Tuy nhiên là có vấn đề là việc này, về cái cơ chế là pull và khởi tạo này, nó lại tức là nó khá tốn tiền. Vì là việc là những cái ví dụ là cái model serp, cái image này nó nặng, thường nó phải 1-2 GB gì đó, nó xử lý pull về nó khá là tốn băng thông. Là mỗi lần mình pull về nó tăng băng thông và nó off đi chẳng hạn. Và khi mà mình trigger khởi tạo nốt này thì cái thời gian mà khởi tạo hai cái nốt, hai cái port này cũng lâu. Tiền vẫn phải tính vào đấy, ví dụ là mất khoảng 1 phút.
mình chỉ sử dụng 100 ms thôi, nhưng mình lại mất 1 phút để mình trả tiền cho cái nốt này, không được. Thì mình nghĩ một giải pháp là việc là mình sẽ cho một cái nốt này nó luôn 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 work, để mà việc là cái port quên, vấn đề thứ hai là việc là giả sử như có hai cái request, hai mô đồ khác nhau ấy, thì nó lại sẽ có một cái mode đây, nó sẽ trigger một cái nốt nữa. Tức là cái việc khởi tạo nốt và đâu đó thì mất khoảng 30 giây đến khoảng 1 phút cơ. Mình thử nghiệm thì cái request, cái lần request này sẽ bị out of memory, timeout. Khi mà có 1 triệu request đến chẳng hạn, hoặc 1.000 request đến, thì nó phải trigger đến tất cả các mô đồ chẳng hạn. Nó sẽ mở rộng nốt. Thì cái việc mà nó xử lý, nó respond lại, nó cực kỳ lâu, và việc là nó thứ hai là nó cái chi phí chỉ bỏ ra cho cái vật mà vận hành cái bộ mô đồ này thì nó lớn. Đó là mình lại nghĩ lại là mình thế thì chắc phải sử dụng cái truy trần này để deploy. Nhưng mà anh mình đã, nhưng mà đấy mình đặt doc ấy, thì đặt doc của nó thì nó không support nhiều quá về cái việc là Kubernetes ấy, không xịn mà bọn cây sớp này. Đó thì mình cũng đang tăng phết. Thế nào đấy thì một cây sớp này nó bắt đầu nó đổi tên thành nó tên là KF Serving cơ. Sau đó đổi tên là cây sớp thì nó public là một cái, nó cũng gặp tức là các cái big tech ấy, như cái bọn IBM ấy hoặc là Bloomberg ấy, nó cũng gặp một cái vấn đề là nếu mà sử dụng nhiều mô đồ như thế chẳng hạn thì nó không hiệu quả. Việc là nếu mà họ chỉ sử dụng ít thì nó đưa ra một kiến trúc là thì là mô đồ mesh serving, tức là nó sẽ khởi tạo một số cái worker như này đó, mình sẽ khởi tạo các worker và các pod đây. Nó cơ chế nó giống hệt cái Twitter thôi, nhưng mà nó trên mua kiến trúc mô đồ về Kubernetes, và các cái mô đồ server này có thể sử dụng Triton để xử lý. Các mô đồ server mình sẽ sử dụng Triton để xử lý. Khi đó thì là khi mà mình, các cái nốt này mình sẽ bật liên tục. Tức là khi có một cái mô đồ nào nó chạy, có một request đến một cái mô đồ mình cần thiết ấy, đây chẳng hạn, thì nó sẽ trigger để mà việc nó load cái mô đồ đấy từ cái storage về. Trong trường hợp mà nó có sẵn rồi thì nó sẽ load thẳng lên, nó vẫn giữ. Và nó sẽ có một cái bộ scheduler ấy, để mà lập lịch là việc là khi request đến thì nó sẽ bỏ cái nào đi. Tức là ví dụ ABCD này, EBC này, KLMP này, đấy, thì nó sẽ bỏ cái mô đồ này cũ đi. Nó bỏ ra khỏi bộ nhớ, nó memory, nó sẽ load cái mô đồ kia lên để cho nó active. Cái cơ chế này mình thấy là nó ok, nó hoạt động work rồi. Thì bắt đầu mình thấy là mình finish cái POC cho bên khách hàng, cho bên công ty. Thì sau khi mà họ confirm lại cái việc là các sếp ấy, thì là việc là cái phần này nó hoàn toàn khả thi, hệ thống này hoàn toàn khả thi chẳng hạn. Bắt đầu mình bắt đầu build team, grow team lên, mình build MVP. Thì khi đó thì cái hệ thống nó sẽ cần có FE, các front service, back end service, cái machine learning service và các tool. Ví dụ là mỗi cái service này, trong đấy mỗi cái group này nó có nhiều cái service nhỏ hơn. Đó, mình có khoảng chục cái service trong đấy, trong hệ thống này. Và mình có cái tool ví dụ là Kubeflow hoặc là một mesh serving chẳng hạn. Thì đó mình sẽ có một cái team bao gồm cả PM, BA, front-end, back-end, QC, ML và DevOps. Đó, thì sau khi mình build team xong rồi, mình transfer xong hết xong rồi, mình vẽ wireframe Figma cho QC, cho BA họ define các cái required user story, build tag ra. Mình bắt đầu lên kế hoạch xong rồi, mình sau bắt đầu mình nhờ đội DevOps họ support. Tức là bây giờ mình join hẳn công ty này rồi, mình bỏ công ty, mình nghỉ công ty cũ và mình join công ty mới. Thì mình nhờ đội DevOps support là việc là mình dựng cái hệ thống này như nào. Đầu tiên là sẽ viết Terraform trước để mà việc là trigger cloud này, build cái hạ tầng. Ví dụ là việc build custom Kubeflow này, build database này, build storage này, build các thứ liên quan linh tinh nữa. Đó, xung quanh build network, VPN chẳng hạn. Mình sẽ viết Terraform đây, mình viết hạ tầng này. Sau đó thì viết sử dụng setup CI/CD với lại Azure DevOps và viết helm chart cho các cái service này. Đó. Thì khi mình viết xong ấy thì mình triển khai, khi mà nó work ok rồi ấy, nó hoàn thiện rồi. Thì bắt đầu mình triển khai ba cái môi trường. Môi trường là môi trường dev, môi trường test và môi trường UAT. Ở thế bên mình có một môi trường nữa tên là môi trường về production nữa. Thì khi đó mình sẽ dùng Terraform thì mình mất khoảng một tuần để mình triển khai ba cái môi trường này. Tức là việc tức là có cả độ support của DevOps đó, thì mình mất khoảng một tuần để mình có thể dựng được ba môi trường cho nó chạy cực kỳ nhanh. Bây giờ thì mình nếu mà mình một môi trường này mình dựng cho một môi trường mới chẳng hạn thì mất khoảng 2-3 ngày là xong đâu. Tức là mình chạy Terraform và mình cấu hình các cái CI/CD này xong. Khi mình
Khi đó thì mình bắt đầu mình dep, bắt đầu cho đội dep và dep các cái feature function và sử dụng cái hệ thống nó bắt đầu thành hình ấy. Thì bắt đầu mình gắn các tool vào, ví dụ như là cái bắt đầu mình triển khai các cái tool về logging này, hoặc là monitor với Grafana này, hoặc là tracing, distributed tracing với việc là dùng các tool về Jagger hoặc là OpenTelemetry chẳng hạn. Khi thì thực sự mình có gọi là DevOps trong đây, MMOps trong đây. Thì bắt đầu mình vận hành hệ thống này trên việc là đội dev sẽ dev các cái feature trên đây làm, sau đó thì team lead sẽ approve các request đó và môi trường này sẽ được deploy để tester có thể vào làm việc. Và việc là sau khi đó thì mình ok rồi, work các cái feature nó ok rồi, nó work tốt rồi thì mình sẽ merge vào máy master để có thể deploy trên môi trường OT. Các cái công việc này hầu như là hoàn toàn tự động cả. Thì đấy là cái ứng dụng của việc là dùng CI/CD để làm cho cái việc là khởi tạo môi trường này, hoặc là deploy các cái service hoặc là cái triển khai các cái này thì nó cực kỳ nhanh. Thì đấy là cái toàn bộ cái việc là cái quá trình làm việc của mình trong 5 năm và những cái vấn đề mình gặp phải. Thì ở đây mình sẽ có đến cái phần Q&A. Thì ở đây mình sẽ có ưu tiên các bạn đăng ký trước. Các bạn có gửi cái phần question trong cái form của admin đấy, thì mình sẽ tập trung ưu tiên trả lời các bạn này trước. Thì câu hỏi đầu tiên là việc là chờ mình chút. Theo mình thì theo em thì biết các phần ứng dụng của MMOps tập trung vào các cấu trúc dạng bảng hoặc dạng table, và bạn ấy muốn hỏi là khả năng áp dụng MLOps và các bài toán ở dự án với những cái dữ liệu về phi cấu trúc như ảnh, âm thanh, bài toán về object detection. Thì cái này mình thấy là hoàn toàn đấy được không? Tuy nhiên là việc áp dụng MLOps vào cái hệ thống vào cái doanh nghiệp ấy, thường đầu tiên nó sẽ liên quan đến văn hóa công ty trước. Thì là khi mà mình áp dụng vào ấy, mọi người thường thấy khó chịu về việc là phải làm theo một cái quy tắc như thế. Ví dụ như là việc là công ty Gflow chẳng hạn, tại sao phải code trên một nhánh, tại sao phải có team lead review, tại sao phải tester, ta thích code trên nhánh develop master được không, ngày trước vẫn code vậy mà, nó vẫn dễ mà. Đấy, thì mình sẽ phải thay đổi văn hóa trước. Còn cái việc MLOps này nó sẽ tập trung vào việc là cái doanh nghiệp của bạn đang gặp vấn đề gì. Ví dụ như là việc bạn cần quản lý cái data đầu vào cái nhãn chẳng hạn, bạn sẽ học cái tool, sử dụng cái tool DBC. Nên là việc là cái câu trả lời cái này là hoàn toàn được. Còn là cái ví dụ như cái bài toán những công ty về việc là sử dụng các bài toán về ảnh âm thanh chẳng hạn, họ đều có những cái pain point của họ ấy. Họ có nhiều có những cái vấn đề phức tạp mà họ có thể giải quyết được, thì vấn đề của mình là việc là mình sẽ ứng dụng các tool nào để giải quyết vấn đề như nào. Thì câu hỏi thứ hai là việc là những kỹ năng cần thiết để thành một MLOps giỏi. Thì thực ra mình không phải là một MLOps giỏi, mình cũng chưa biết là thứ hai là việc là cái role này nó sẽ depend vào những cái vấn đề của công ty nữa. Công ty nhỏ sẽ có vấn đề của công ty nhỏ, công ty to có vấn đề của công ty to. Ví dụ công ty mình chẳng hạn, nó sẽ có vấn đề về serving, về quản lý tài nguyên và scale, sẽ up scale down, quản lý khoảng hàng nghìn mô đồ thì nó sẽ có vấn đề như thế. Và bên mình chẳng hạn thì nó lại không cần nhiều đến feature store, vì bên mình sẽ tự develop vào cái đấy. Thì mình sẽ không cần phải biết về việc là cái fast hoặc là cái những cái feature store mới nó sẽ làm như nào. Thì nó có thể nó không đáp ứng với cái requirement của bên mình. Những vấn đề câu thứ ba là của bạn là việc là những cái vấn đề khó khăn hóc búa của MLOps trong doanh nghiệp. Thì thực ra mình thấy là tất cả các doanh nghiệp đều làm AI đều có những cái vấn đề của mình, nên là việc là không có doanh nghiệp nào giống doanh nghiệp nào. Thì để mà trả lời câu hỏi này cực kỳ khó. Thì thay vào đó thì bạn có thể là liệt kê được những cái vấn đề mà cái doanh nghiệp của bạn đang phải, thì mình có thể chat lên cái group của đội DevOps đấy. MLOps Việt Nam đấy, thì mọi người sẽ tư vấn cho việc là bạn sẽ làm như nào, thì thế sẽ dễ hơn cho bạn. Các vấn đề gặp phải cho việc một triển khai sục bay, thì cái này mình cũng chắc là tí nhờ bạn nào bạn ấy comment lại, vì mình cũng chưa hiểu câu hỏi lắm. Anh mô tả giúp em một cái best practice về MLOps Việt Nam. Hiện tại mình cũng chưa làm các công ty khác. Hầu như là trước mình đi phỏng vấn ấy, 4 năm, 3 năm về trước ấy, thì nó không có nhiều công ty có khái niệm này. Hầu hết thì các công ty đều vận hành theo kiểu là giống như lần đầu mình làm ấy, tức là việc là có thể là
đầu tiên là họ có thể là họ vẫn deploy với các cái họ vẫn giả sử như là việc triển khai cái việc tuning chẳng hạn. Sorry các bạn, nó hơi lag lag đi. Ví dụ như là việc là tuning âm số chẳng hạn, mình hỏi thì các họ vẫn cũng chưa có khái niệm là việc là pipeline, họ triển khai các cái vấn đề việc là data version control chẳng hạn, là những cái vấn đề về việc là shipping thì nó cũng chưa có nhiều lắm. Thì để trả lời được thì chắc là phải nhờ một bạn nào đó chia sẻ lại cái việc là cái công việc của các bạn ấy hoặc là công ty các bạn đã làm như nào thì mình có thể anh clear giúp em các đôi trường hợp test. Thì mình vừa có giải thích đó thì là test để cho các cái đội dev sẽ tiếp tục update các feature vào, và môi trường test là để cho QC có thể là verify được là ví dụ như là mình public một tức là mình dev một cái feature về là auto chain ạ, auto ml ạ, thì khi đó thì mình trên môi trường dev nó bất ổn định ấy, nên là QC không thể test được. Khi đó thì mình sẽ tạo một cái pull request cho vào nhánh develop để mà khi team lead review ok họ mở vào thì bắt đầu deploy trên môi trường test. Khi đó thì QC họ sẽ test được, tức là QC họ sẽ nắm quyền kiểm soát cái môi trường dev test đấy để mà họ có thể test được, họ verify được là cái thằng này đã code đúng rồi đó. Thì sau đó thì nó sẽ cho lên cái môi trường về production hoặc là môi trường live như bạn nói. Thì hy vọng là bạn ấy hiểu được cái quy trình đấy. Câu tiếp theo là tình hình và triển vọng nghề nghiệp tại Việt Nam. Thì cái này thì mình nghĩ là nó khá mới, nhưng mà nó thường sẽ ứng dụng trong các công ty về làm về production nhiều hơn. Vì khi đó thì họ có nhiều pain point hơn. Còn các công ty về outsource thì thường họ sẽ chỉ dừng lại ở việc là họ research xong, họ deploy cho khách hàng cái môi trường đi, tức là deploy sản phẩm lên cho môi trường khách hàng. Thì đấy là quan điểm của mình là việc là các công ty đấy. Thì tức là ở đây thì để bạn làm, nếu mà bạn là sinh viên ấy, thì mình không nghĩ là việc là bạn nên bắt đầu với MLOps luôn, mà mình nên start với vị trí là việc là engineering trước. Thì khi đó thì bạn nên start được ấy, thì bạn mới có việc là bạn biết được cái vấn đề mà nó gặp phải, và bạn biết được concept là nếu gặp đề thì mình sẽ dùng tool nào thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Đến một lúc bạn phát triển product chẳng hạn thì bạn sẽ phụ thuộc vào đội DevOps, tức là bạn sẽ có thể request một DevOps và support mình việc viết platform hoặc là triển khai hệ thống như nào, hoặc là viết chart hoặc viết CI/CD nên như nào, thì đấy thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Do đó việc là bạn đột một phát bạn ra trường mình làm MLOps luôn thì thực sự là khá khó. Mình muốn tìm hiểu ở các vị trí công ty về vị trí về machine learning AI, thì công việc nơi đó sẽ làm những công việc gì, và có phải làm những công việc thiết cứu giải nghiên cứu thiết kế giải thuật không, thuật toán công ty không, ngoài những công việc mà nghiên cứu vậy thì những vị trí đó có làm những gì khác không, vì bạn em mới ra trường. Thì các công ty Việt Nam thì mình không rõ lắm, thì mình thấy là cũng phần nhiều công ty thì họ sẽ kiêm luôn là việc là data science làm với em engineer, tức là việc là họ vừa research các cái giải thuật và họ sẽ kiêm luôn là việc là develop các cái feature hoặc là deploy. Thì mình thấy là việc là trong quá trình làm việc mình thấy là nên chia ra, tức là việc là nếu mà cái công việc nên chia ra thì cái hiệu suất nó cao hơn, tức là việc là cái data scientist họ tập trung là việc là họ nghiên cứu, họ không muốn là ảnh hưởng những cái vấn đề về kỹ thuật khác nữa. Vì như giả sử như là đang research, đang đọc paper chẳng hạn, thằng khác nó kêu là feedback cái hệ thống đi thì đấy nó khá là chịu, nên là mình sẽ là chia ra. Thì các công ty mình gặp phải làm ấy, còn là những công ty mình chẳng hạn thì data scientist sẽ làm riêng, tức là việc họ chỉ chuyên nghiên cứu về thuật đấy, và đội engineer sẽ có việc là làm với data scientist support để mà đưa cái đấy lên sản phẩm product. Câu hỏi nữa là việc là những việc kỹ sư MLOps và tối ưu hay giải quyết là gì, thì cái này thì chắc là lại cũng là câu hỏi về tùy công ty. Thường thì tập trung MLOps sẽ có nhiều, chắc là tập trung nhất sẽ là việc là việc shipping, tức là việc là deploy cái model đến production như nào. Thì có thể là công ty thì họ sẽ phải quản lý các cái model đấy, xong rồi monitor, mình phải làm các cái công việc về việc là
dữ liệu, à tức là mình là đi, à, tuần này sẽ release cái model này thì mình sẽ phải deploy lên. Hoặc là thứ hai là việc là công ty mình chẳng hạn thì mình sẽ phải monitor các cái tool như Qflow hoặc là Model Math hoặc là những cái tool khác để xử lý dữ liệu của data engineer chẳng hạn. Khi monitor xong mình sẽ phải còn phải hiểu, tức là việc thì là cái tool Qflow chẳng hạn nó sẽ không hẳn nó sẽ sử dụng được trong production luôn, mà thường là sẽ phải hiểu và config. Như ngày xưa bạn Qflow nó có cái lỗi, vấn đề là hơi củ chuối là việc là nó nếu mà có khoảng mấy chục cái request mà trigger job cùng một lúc ấy nó chết thì mình phải hiểu tại sao nó vậy thì mình sẽ xử lý vấn đề như nào. Hoặc là cái tool về mình giới thiệu nó tên là K-Serp chẳng hạn, nó bị auto scale lên thì mình sẽ phải giả kết như nào để mà nó hạn chế cái việc là nó giảm cái chi phí đi, hoặc là nó scale nào cho nó để nó latency thấp nhất. Còn là cái tool là viên model mesh chẳng hạn, nó sẽ scale như nào. Hoặc là việc là khi mà có một cái request inference chẳng hạn thì họ thông báo là việc nó bị timeout nhiều thì mình sẽ phải điều tra xem là việc là cái đấy như nào. Thì MLOps thì nó sẽ tập trung nhiều vào machine learning. Đó thì nó tập trung nhiều vào machine learning và những cái vấn đề về operation khác thì thường thì MLOps thì sẽ là một thành viên của team DevOps, tức là việc team DevOps họ sẽ làm các cái DevOps thông thường. Còn machine learning thì nó cũng làm operation nhưng mà nó sẽ tập trung vào các cái ML service hơn, ML service hơn. Câu hỏi tiếp theo là việc làm sao để build cái data pipeline cho cái Spawn Enterprise. Thì cái này mình thấy nó dễ thôi, tức là việc là bây giờ trong trường hợp mà bạn không muốn build cái Kubernetes, không muốn dùng Kubeflow thì mình có các cái tool chạy local. Còn là để dễ nhất thì mình có support các cái tool về bọn trả phí chẳng hạn, ví dụ là Snowflake hoặc là biệt Azure ML hoặc là Google thì có Vertex AI, thì nó sẽ support cho bạn là việc là không phải hạ tầng, bạn chỉ theo cái đốc của nó thôi, mình trigger, mình request thì cái bọn đấy nó hoạt động gần như Kubeflow nhưng mà nó sẽ có nhiều cái hay hơn, nhưng mà mỗi cái là mình phải trả phí đâu. Còn quy trình câu hỏi tiếp theo là việc là hiring process của junior MM engineer thì cái này đầu tiên chắc là mình nghĩ là nếu mà như mình ấy, mình sẽ phỏng vấn là đầu tiên là kiến thức về machine learning trước và các cái vấn đề việc là các bạn đã gặp phải, các bạn giải quyết như nào. Thường thì mình nên các bạn này thì sẽ phải có cái kinh nghiệm về MM engineer trước đó. Các bạn đã từng làm qua các dự án này, các vấn đề đấy, bạn có biết vấn đề đấy mình xử lý như nào. Thì machine learning bây giờ tuyển machine learning nó sẽ không còn là việc là bạn biết các model nào, bạn biết build model nào, mà nó sẽ còn phải yêu cầu thêm là việc là bạn có hiểu về infra không, bạn có hiểu về software không, bạn có thể là làm một cái software không, API chẳng hạn. Thì cái này các bạn Tùng ngày trước ấy, Tùng admin Tùng ấy có chia sẻ đó, thì nó rất nhiều kiến thức liên quan đến engineer. Thì mình nghĩ các công ty đều hỏi thiên về cái việc là bạn build một cái hệ thống ML như nào hơn là việc là bạn biết cái model nào bạn có thể xây dựng được, training được một thuật toán gì ạ. Thì bây giờ nó không còn ánh nữa này thế nữa, mà nó sẽ yêu cầu nhiều hơn như ngày xưa nữa. Câu hỏi đó là MLOps ứng dụng như nào trong cái hệ thống AI ấy. Thì ở cái những cái level đầu của cái hệ thống ấy, cái nó chạy được đã, nó chưa chạy được, hoặc là cái business nó chưa ổn định ấy, thì mình nghĩ là nó cũng chỉ tập trung vào những cái tool để giải quyết các vấn đề thôi. Ví dụ như các tool về Kubeflow để hoặc là mình sử dụng Katip, ví dụ về MLflow, Fast, thì tức là lần đầu như vậy thì mình tập trung vào giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp đã, để cho cái hệ thống nó work chứ đã, chạy được. Sau đó khi mà nó vận hành, nó có khách hàng mà nó có ấy, thì bắt đầu mình mới đi sâu vào phần operation, việc là thì khi đấy thì mình sẽ build cloud như nào, tức là việc là nó, cloud nó monitor cloud như nào. Nếu mà đầu tiên là bạn như vừa nãy của mình làm ấy, thì thường mình sẽ build POC trước. POC thì mình làm cực kỳ nhanh, mình không có Terraform, mà tức là mình chạy vào cloud, mình tạo thẳng một cái storage, xong rồi đặt database, xong rồi một cái Kubernetes. Yeah, mình sẽ tạo thẳng đấy, mình đích code đấy, code xong QVC nó ok rồi, bắt đầu mình grow team lên. Và khi mà nó cái hệ thống bắt đầu hình thành rồi ấy, thì mình bắt đầu mới áp các tool vào. Thì khi đó thì vì là việc là vận hành các tool này chẳng hạn, nó cần nhiều công sức của DevOps. Thứ hai là cái việc là nó mất thời gian nữa đấy. Thì mình nghĩ là đấy là câu trả lời của mình.
Câu cuối là việc là cái bạn này bạn ấy đang sinh viên thì mà bạn ấy đang chạy các cái mô đồ bằng CNA và làm những API phục vụ đồ án. Mục tiêu là trở thành AI chuyên nghiệp và cần bổ sung công nghệ nào, kiến thức nào về mảng MLOps để đáp ứng các nhu cầu công ty. Mình nghĩ là các bạn sinh viên ấy thì nên nên học các cái môn ở trường trước, môn căn bản ở trường trước. Tức là ngày xưa mình có học cái mình học khoa máy tính. Thì ngày xưa mình bị nghiện game nên mình hay bỏ học. Thì có mấy cái môn ví dụ như cái môn này chẳng hạn. Ví dụ như là cái là cái môn về tính toán song học. Tức là bọn mình có học một môn là gọi là tính toán song song ở giới thiệu đấy. Thì có giới thiệu về phần này, tức là có làm về phần này luôn. Người đấy mình bỏ học thì mình không biết. Thì là, khi đó thì nếu các bạn ấy học cái phần căn bản ở trường, complete hết tất cả những cái kiến thức căn bản trường trước, thì nó sẽ là cái bệ phóng cho bạn để mà đi làm. Thì bạn có thể là gặp vấn đề này ngày xưa tôi học rồi, tại sao nó như thế. Và ở trường thì các bạn nên tập trung vào những cái vấn đề nó nhỏ hơn thay vì các công cụ. Ví dụ như là việc bài toán mình đưa ra đầu tiên ấy là việc là bây giờ mình serving API, serving API flat thì làm sao để mình tăng được cái tối ưu cái throughput lên. Thì cái Bento ML ấy mọi người hay dùng ấy thì là cái version đầu tiên của nó build trên flat. Đó, thì mình có thể tham khảo được là cái nó làm như nào, nó sử dụng như nào để nó tối ưu tài nguyên. Thì mình giải quyết hết bài toán này chẳng hạn, mình hiểu hết cái này cách mình serving một cái API thì sau đó thì mình có thể là mình nghiên cứu được nhiều cái hay ho. Ví dụ như là việc là tại sao cái vấn đề vừa nãy mình có nói về là tại sao khi xử lý batch lại nhanh hơn xử lý single. Đấy. Và việc là nếu mình sẽ implement cái message queue là như nào thì mà có thể là ở đây có vấn đề, tức là việc là tại sao khi mà xử lý batching ấy, thì nó có vấn đề là việc là throughput tăng nhưng latency có thể là sẽ không tăng. Tức là khi một cái request đến đây nó được gửi dữ liệu vào thì consumer này nó sẽ đợi trong khoảng một thời gian đến khi timeout thì bắt đầu xử lý batching. Nó sẽ đợi khoảng 0,5 giây để đảm bảo nó có đủ batch, nhưng mà nó trong cái thời điểm đấy thì chỉ có một cái request để gửi đến thôi. Thì nó nghĩ thằng này nó được cái thằng đầu tiên này được xử lý luôn và respond luôn. Thì nó phải đợi 0,5 giây để xử lý chẳng hạn. Đó là những cái vấn đề khi mà mình implement từ đầu luôn. Sau khi bạn làm xong thì ok rồi, hay rồi. Thì mình có thể đọc đến những cái doc của những cái công cụ về serving liên quan đến chẳng hạn. Làm cái serving này mình có thể đọc về return, cái doc của return cực kỳ hay, cái kiến trúc của nó cực kỳ hay, nếu bạn đọc hết và hiểu hết. Và bạn có thể là đóng góp hoặc là mình custom được cái tool đấy bằng C++ chẳng hạn. Thì mình nghĩ là đi bạn đi phỏng vấn thì ok luôn, pass luôn. Thì tức là mình đấy, hoặc là cây search chẳng hạn, nó xử lý cái doc của nó thì nó đang làm như nào, thì nó mình có thể là mình triển khai trên cái môi trường thử xem thì cái vấn đề này nó có vấn đề gì không. Ví dụ cây search đấy, chẳng hạn như cây search này chẳng hạn thì nó đang xử lý như nào, nó viết như nào. Thì ví dụ như nó viết trên nền tảng là Knative chẳng hạn, khi đó thì mình có Knative rồi thì mình có thể viết hoàn toàn viết được là cái viết được, mình tự viết được một cái case search như này bằng ngôn ngữ Golang hoặc là ngôn ngữ gì đó Python. Thì câu hỏi nữa là việc là tại sao cái này có queue proxy chẳng hạn, tại sao cái này nó là viết thành kiểu thức microservice chẳng hạn. Đấy là toàn những cái câu hỏi mình, các bạn sinh viên có thể là, tức là các bạn chưa bị áp lực về tiền bạc, các bạn đang có thời gian đang học và đang có những cái người thầy cực kỳ tốt chẳng hạn, thì mình có thể tận dụng thời gian đấy để mình để đọc nhiều hơn. Tức là khi đi làm thì các bạn sẽ bị áp lực về deadline hoặc là tiền, xong ngày ấy thì cái thời gian mà bạn đọc được ấy, bạn nghiên cứu ấy thì nó không có nhiều. Nên là mình thường thì mình sẽ phải mỗi lần mình nghỉ công ty mình sẽ nghỉ khoảng 6 tháng để mình đọc những cái gì mình thích chẳng hạn. Thì bây giờ các bạn là sinh viên, các bạn có thể có khả năng nghỉ, có thể có thời gian rảnh nhiều thì các bạn có thể có những cái cực kỳ hay. Hoặc là các bạn có thể làm một cái đồ án bằng việc là bạn implement lại cái search hoặc là bạn viết bằng cái return đấy. Viết lại cái hệ thống này trên cái nền kiến trúc của thằng này chẳng hạn. Nên là việc scheduler nó hoạt động như nào. Những cái doc của nó thì nó sẽ có những cái kiến trúc về là scheduler nó hoạt động, nó có những cái loại nào và cái ưu nhược điểm như thế nào. Đấy, thì mình cũng không cần tập trung quá là nhiều là việc là các bạn học sinh thì không cần nên tập trung quá nhiều việc là mình sẽ sử dụng tool nào, mình hiểu vấn đề trước đã thì nhiều hơn. Thì đấy là các câu hỏi.
thì mình xin phép trả lời các câu hỏi trong các bạn ở trong phần chat. Ở đây có một bạn hỏi là việc gặp vấn đề về build một lúc cho cái MM product nhưng toàn bộ system chỉ chạy được trong một lane local network. Tức là sao, nếu bạn chạy trên mình chỉ có kinh nghiệm trên chạy trên QoS thôi nha. Khi đó thì bạn chỉ cần gom cả toàn bộ cái bạn cái service của bạn thành một cái QoS mình triển khai thôi. Mọi người có câu hỏi gì không? Không có câu hỏi gì để mình giải đáp. Alo, alo, không biết mọi người có câu hỏi gì không ạ? Anh kêu anh Tân nhé. Thì chia sẻ mọi người một chút là anh Tân cũng được hỏi là một người khá là nhiệt tình để trả lời các câu hỏi trên Discord ấy. Nên là nếu mọi người có câu hỏi gì thì có thể trao đổi với anh Tân ở trên Discord cũng được. Nhưng mà tốt nhất là nếu hỏi luôn ở đây thì tốt, thì anh Tân có thể trả lời luôn, không thì mọi người có thể hỏi sau trên Discord cũng được. Không biết mọi người có câu hỏi gì không ạ? Mọi người có thể là bật mic lên hoặc là chat. Mọi anh em mình giao lưu cái. Bạn nào có câu hỏi có thể bật mic trực tiếp lên được, mình có thể trao đổi luôn. Thì nếu mà có thể là mình có các bạn sau, các bạn senior chẳng hạn, các bạn có thể chia sẻ các công việc của các bạn hoặc là các câu chuyện của các bạn ạ. Để đội như mình chẳng hạn, mình có thể là mình nhìn vào mình thấy là cách giải quyết vấn đề của các bạn như nào, hoặc là các cái bài toán, các bài học của các bạn mình có thể học hỏi, hoặc là các bạn sinh viên có thể có cái định hướng cho mình. Cảm ơn bạn Trần. Thì chắc là mình nghĩ là có thể bạn admin có thể các admin có thể tổ chức việc các cái buổi offline chẳng hạn, anh em gặp cà phê như hôm trước mình gặp online thì mọi người chia sẻ khá là nhiều. DBC, câu hỏi của bạn này là việc là sử dụng DBC trong quản lý cá nhân liệu. Thì có một vấn đề trong cá nhân liệu là việc là đội gắn nhãn ấy, thì họ sẽ phải gắn nhãn dữ liệu trước, người họ đẩy vào một cái story và có một người reviewer họ sẽ review lại để việc là cái nhãn đấy gắn đúng hay sai, tức là việc là sẽ review chéo chẳng hạn để check xem là việc là cái ông gắn nhãn có gắn nhãn nào không. Ok, khi nó xong rồi ấy, nó họ xong ok rồi thì mới được là đẩy vào một cái lưu khu vực lưu trữ chính. À, thì làm sao để biết được là việc là cái việc họ đẩy thủ công, tức là họ copy paste ý, nó có đúng hay không, thì mình sẽ có việc là mình sẽ sử dụng ứng dụng để DBC, tức là mỗi cái lần mình thay đổi cái data set đấy thì nó sẽ checking lại, tức là mình có thể là mình backup lại là cái lần re trước là cái lần thay đổi ạ. Ví dụ ngày trước mình đã từng làm là việc là thế là mình đổi mình, tức là mình có một cái thư mục về data set data được gắn nhãn rồi, chuẩn chỉ từ tháng trước rồi. Tháng này thì mình làm đội làm mới, họ có làm mới lại. Tức là họ có làm dữ liệu mới, họ gắn nhãn mới và họ đã có review chuẩn chỉ. Nhưng mà mình lại copy nhầm, tức là mình copy nhầm một cái thư mục khác vào. Nên là việc cái data cũ bị mất, bị hỏng, mình sẽ không cách nào khôi phục được ạ. Thì nên khi đó thì mình sẽ dùng DBC. Tức là việc là mỗi lần mình sẽ có cái pull request, tức là mỗi lần mình có người review ấy, họ sẽ review là đã có thay đổi gì trong cái dataset được lưu đấy. Thì review họ check được luôn này. Và cái team lead họ cũng check được là cái đợt này họ sẽ thay đổi cái gì. Tức là đảm bảo cho việc là những cái người khác họ không xóa đi hay là thay đổi những cái dữ liệu liệu đã được review mà không được cho phép. Thì mọi người giống như kiểu dùng JIT ấy, JIT ha cùng JIT thì mình quản lý được là ai thay đổi gì và ai đã thêm sửa xóa cái gì, mình có thể backup các version cũ hơn. Thì đấy là câu trả lời của mình. Cái này mình chưa sử dụng với data lớn nhiều nên mình chỉ sử dụng với data khoảng mấy trăm, tức là hình như là khoảng 5-70 GB thôi thì nó phân khúc được. Còn lớn hơn thì như là sẽ việc là
mình nó sẽ upload, giả sử như mình đã dùng cái JIT server chẳng hạn, nó sẽ upload, hình như mình nhớ là nó sẽ upload cái data lên cái vùng JIT đấy, làm cho cái việc là cái JIT nó cực kỳ nặng nề. Thì không rõ là bây giờ cái version data DBC mới thì nó có vấn đề gì không, thì bạn có thể test việc là bạn khi mà bạn test thử ấy, trước bạn có thể test là việc là bạn tạo một cái JIT ở đây, JIT server, JIT lab chẳng hạn, đó bạn chạy DBC mà tạo ra một cái file khoảng 100GB chẳng hạn. Đó, mình tạo, mình upload lên, mình commit các thứ, mình put lên. Thấy là việc là tiên cái những cái thư mục nó cực kỳ nặng. Và mỗi lần thì nó hình như nó sẽ lưu lại các cái bản copy ấy, nên là làm cho cái việc là càng ngày nó càng nặng. Thì cái JIT server hình như nó phải chịu được thì bạn. Nhưng mình cái đấy mình các bạn nên tự thử nghiệm thôi. Ok, mình nghĩ là các bạn có câu hỏi các bạn phải bật mic lên được thì nó sẽ nhanh hơn, mình trao đổi nó dễ hơn. Hai anh Tân, cho em hỏi cái này một chút về đoạn MLflow nữa. Em thấy anh có trong slide thì có cả Airflow với cả MLflow, để em nghe thêm cả một thằng nữa, thằng Qflow ấy. Thì anh phân biệt giúp em được mấy thằng này đấy không ạ? Bởi vì em cũng đang nghiên cứu một tool mà em đang nhìn thấy cái toàn kiểu nhiều tool nó cứ là ná với nhau ấy, thì em vẫn chưa có cái solution nào để mà dùng, xem dùng tool nào thì anh phân biệt giúp em mấy cái này nó khác nhau như nào được không ạ? Ok, cái câu hỏi này khá hay, cho mình cũng gặp phải. Cũng là bọn bạn thấy là cái bọn Qflow với MLflow nó có tính năng nó ná nhau. Nhưng mà khi mà trải nghiệm ấy thì cái Qflow này nó sẽ làm việc với mình chủ yếu dùng để dùng chạy về pipeline. Tức là mình build các cái pipeline chạy, ví dụ như là giả sử như cái này chẳng hạn. Đây là việc là chạy trên Azure nó khác, nhưng mà trên Qflow nó có tương tự như thế. Tức là việc là mình cái Qflow ấy nó cho phép mình chọc thẳng vào Kubernetes được, mình gần như là admin ấy. Mình có thể cấp tài nguyên này, xong rồi gắn nhãn này. Ví dụ như là cái bước data preparation này nó cần khoảng 60GB RAM và nhiều CPU. Thì mình sẽ gắn nhãn cho nó là việc là mày tìm cho ta một cái node là nó đủ tài nguyên như thế. Khởi tạo ta hoặc scale lên. Còn cái chiến định chẳng hạn nó cần GPU. Thì khi đó thì cái dữ liệu này sẽ chuyển cho nó này. Thì khi đó thì mình sẽ làm giống như Kubernetes thôi, tức là việc là mình khởi tạo các pod, các step, các job chạy. Thì cái Kubeflow nó tập trung chủ yếu vào việc là tạo pipeline. Kể cả cái gateway cũng vậy, nó cũng là việc một dạng pipeline thôi, một dạng job của cái Kubernetes thôi. Thì nó mình tập trung vào việc là mình xử lý các cái pipeline. Còn Kubeflow nó cũng support việc là mình checking cái experiment ấy, tức là việc là mình log mình xem các cái thử nghiệm log chẳng hạn, mình xem các cái report chẳng hạn. Thì nó cũng được thôi, nhưng mà nhìn nó hơi phiền phèn ấy, nó không đẹp bằng Airflow. Và Airflow nó nhiều tính năng hơn trong việc là checking và cái lưu trữ, lưu trữ một đầu chẳng hạn thì nó dễ hơn. Còn một Kubeflow này thì bạn trên sau chẳng hạn thì bạn phải upload lên một đầu đó, upload lên một cái storage nào đó, thì cái bọn Airflow này nó cũng support luôn là việc là khi đó thì mình có thể upload lên một cái cloud. Bọn Airflow thì nó cũng có cái database riêng của nó. Thì cái này thì bên mình cũng tự phát triển, tức là mình cái này nó hơi thừa với mình ấy, nên là mình có dự án mình cũng tự làm cái này. Thì mình nghĩ là cái Airflow sinh viên thì cũng có thể là một cái user case hay để việc là các bạn thiết kế một cái hệ thống checking như nào, đặc biệt là có thể mình chọc vào cái DB của nó, đọc và xem là cái kiến trúc thiết kế này nó lưu những cái gì, một cái UI UX. Thì cái hơi lên ăn chút này là cái Qflow tập trung vào việc là mình tạo chạy các job training checker. Đó. Còn MFlow thì tập trung vào việc là mình theo dõi các thử nghiệm, checking nhiều hơn. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Dạ luôn, Tăng ơi, em hỏi một câu về MFlow được không ạ? Em hỏi. Ok, thì khi mà triển khai những cái về model registry và về model tracking và MFlow ấy, hiện tại em đang vướng một cái về vấn đề về authent và author. Có nghĩa là em, ví dụ như là bạn thuộc project A thì không nên truy cập resource của project B, và mình cũng không muốn là tạo quá nhiều cái MLflow server cho mỗi project ấy. Thì không biết là cái vấn đề về authent và author khi làm việc với MLflow thì mình có cách gì để giải quyết vấn đề này không, và nếu không thì mình có cái tool hay framework nào thay thế mà có thể support được cả vấn đề về
model tracking rồi model registry và authent và authorization không ạ? À, cái này hiện tại mình cũng chưa có solution gì. Thế chắc là nhờ bạn nào trong group có thể là đang online mà có thể có cái solution này, các bạn bật mình lên chia sẻ cho bạn cho admin được không? Cái này thì có phải... có trước em cũng nghiên cứu cái này thì nó có giải pháp là dùng MZDX để nó chắn ở trước Everflow ấy. Cho thêm của đấy. Đúng. Hoặc là anh có thể thêm là cái đầu mà cái đầu khi anh access một cái domain ấy thì nó sẽ authent ở đấy luôn. Ồ, cái đó thì mình có thể biết được, nhưng mà vấn đề về author, vấn đề về phân quyền trong từng project. À, phân quyền thì khó, phân quyền thì khó. Phân quyền thì Airflow em chưa thấy cái chức năng này thì nào. Đúng rồi, cái này chắc là mình phải tự phát triển thêm rồi. Ừ, nên mình nghĩ là việc là mình có thể tự phát triển thêm. Việc tức là việc cái UI của nó hơi khó đây. Mình có thể là bạn có thêm một cái bạn nào gì đó bạn ấy involve vào và add thêm một cái chức năng về phân quyền đấy, ví dụ như là cái user nào thì được đọc, nhưng mà cái này là phải custom cái ML flow này. Yeah, em cũng thấy là trên cái ML flow issue cũng có open một cái issue về cái này rồi, nhưng mà vẫn đang work in progress chứ cũng chưa trong cái đợt release sắp tới. Chung là cũng đang xem thôi. À đấy. Vâng. Cảm ơn. Có một bạn hỏi về việc là các member của bạn ấy sự cần thiết của pipeline, thì cái pipeline của mình thì mình sẽ hiểu là đầu tiên là việc là cái pipeline ấy, thì ngày trước mình gặp một vấn đề như này, tức là việc là khi mà mình chạy hai cái process khác nhau, đầu tiên là việc là vấn đề tài nguyên chưa đã. Tài nguyên thì các cái step này ấy, ví dụ như là cái data pre-season training này, hoặc là run training này, hoặc là cái phần run evaluation hoặc là upload này, thì mỗi step này nó sử dụng tài nguyên khác nhau, tức là việc là cái này nó sử dụng nhiều memory, cái này gồm view, cái này thì đơn giản là cũng gồm view nhiều ít hơn, và cái việc là cái này thì nó chỉ cần CPU thôi. Thì trong có một cái trường hợp này, nếu mà tài nguyên hạn chế trong một cái công ty chẳng hạn, tài nguyên hạn chế và các nhiều team muốn làm ấy, thì khi đó thì mình sử dụng pipeline Kubeflow chẳng hạn. Mình trigger lên, ông nào lên trước thì chạy trước, là lên sau chạy sau, là không phải đợi, tức là không phải gặp một cái vấn đề là ông kia chạy xong rồi chạy xong phải báo thằng kia khác để nó thằng khác nhảy vào nó đấy, hoặc là không có một ông hoặc là ông nào đang chạy chẳng hạn, ông kia ông kin mẹ mất đi, thì cái việc là như thế thì nó mất công cho việc đấy. Thứ hai là việc là khi chạy cái này ấy, thì lần sau mình có thể chạy lại được. Trước mình gặp vấn đề là việc là mình chạy Docker chẳng hạn, giả sử như team mình chạy Docker ấy. Đầu tiên là chạy step 1 là data training, thì mình phải eh một cái máy để mà xử lý, sau đó thì eh xong chạy Docker xong rồi copy SCP về, copy về một cái máy khác để run training, và chạy cái một loan này thì mất thời gian. Thì bây giờ mình sử dụng pipeline là việc là thì bây giờ mình chỉ định cho việc là cái này nó sẽ sử dụng cái node nào được ạ, cái node nào thì nó chạy liên tục như vậy. Tức là xong step này nó sẽ chuyển dữ liệu là step training, xong rồi tăng lại cái này, và lần sau chẳng hạn mình tái hiện lại cũng dễ, vì là mình không phải set up theo cái command line hoặc là những cái thao tác thủ công ấy, thì mình sẽ tái hiện được. Và trong trường hợp mà mình tuning chẳng hạn, mà mình giả sử mình tuning chẳng hạn, mình chỉ cần define là việc là có cái mình đã có một cái template job pipeline rồi, mình define là mình sẽ chạy nó như nào thì nó sẽ hệ thống tự chạy cho mình luôn. Mình giảm bớt công sức cái việc là mình phải monitor cái việc là monitor các step nó chạy như nào, thành công hay không, và việc là mình sẽ copy chia sẻ cho các data cho cái này chẳng hạn. Thì cái việc là mình sử dụng pipeline thì nó bắt đầu nó dễ hơn. Pipeline thì chủ yếu là việc là mình tái sử dụng được dễ hơn. Benchmark. Có một câu hỏi của bạn là việc về benchmark performance model. Thì thường thì mình sẽ chạy theo, ví dụ là mình sẽ serving khoảng 1.000 model chẳng hạn, lấy một latency cố định, tức là expect của mình là một nhỏ hơn 1 giây. Trước chẳng hạn mình có thử serving khoảng 700 model thì nó work ok đấy. Thì đây để mà mình benchmark. Các bạn có chưa kinh nghiệm, mình có thể đọc benchmark của bọn mấy cái bọn tool này, nó có code cho mình luôn. Ví dụ như bọn Kserp này chẳng hạn, nó sẽ có là việc là nó có sẽ một cái môi trường setup của nó như này,
và nó có cái ví dụ nó sử dụng Python này và nó setup cái queue proxy. Queue proxy này thì nó sẽ được setup lên một CPU và memory nó 500 rồi ạ. Đó. Thì nó sẽ chạy đây, nó có xử lý khoảng 10.000 mô đồ. À đây nó bảo là cái này nó sẽ khả năng xử lý khoảng 10.000 mô đồ. Đó thì nó sẽ test đây. Thì nó sẽ test là nó sẽ start, nó sẽ có các cái thông số. Đầu tiên là việc là nó sẽ sử dụng QPS là query per second đấy. Thì ví dụ mỗi cái mô đồ này nó sẽ có 5 cái request. Nó sẽ đo các thông số về là min P50, P90, 95, 100, max. Cái thông số này là thông số về việc là trong các thống kê thôi. Ví dụ là trung bình các cái request nó sẽ là bao nhiêu mili-giây. Và 50% các request nó sẽ nhỏ hơn khoảng 3,6 mili-giây. 9% nó sẽ khoảng 40,5 và max nó sẽ là 43 giây. Tức là có một cái request nào đó nó đang 1% số request đang có cái giá trị từ 4 đến 43. 43 thì cái này nó như nào, mình có thể giải quyết được không? Đó, thì bạn có thể đọc những cái port những cái benchmark của các bọn benchmark của những cái bọn tool này. Mình có những cái tool hoặc là những cái cách mà chúng nó đang đo để mà mình có thể áp dụng vào cho công ty mình. Đó, ví dụ như là chẳng hạn nó vẽ này. Thì 99% thì nó khoảng 25 mili-giây. Nó có những cái này thì mình có thể bring về công ty mình thôi, mình làm thôi. Thì nên là mọi người đọc tool thì có thể đọc cái doc, tức là trong thường trong những cái này mà nó sẽ có một cái thư mục về document này, có architect này, có API này, sample này. Đó, mình có thể đọc hết tất cả những này. Thì nó là một cái hay. Mình có một câu hỏi của bạn Phan Đăng là việc là bạn nên là dân ngoại đạo và không hề có kiến thức về khoa máy tính hay machine learning. Chỉ có một kiến thức về lập trình ngôn ngữ Python và một chút kiến thức về deep learning. Bạn ấy muốn đi phỏng vấn về công việc vị trí MM Engineer thì để bạn mình có thể đề xuất được cái lộ trình gì không? Thì mình nghĩ là việc là MM Engineer nó bao gồm khoảng 80% cái việc là software, tức là bạn ấy hiểu quy trình software, và phần còn lại là machine learning. Thì với dân ngoại đạo thì mình nghĩ là nên gây ấn tượng nhà tuyển dụng bằng việc là bạn tạo một cái profile với GitHub chẳng hạn. Ví dụ như cái đề tài vừa nãy mình nói là việc là bạn nói mình làm về cái Flask chẳng hạn, thì bạn sẽ đi phỏng vấn thì họ sẽ focus vào việc là cái dự án này bạn đang làm tự do này, bạn public này, thì bạn sẽ họ sẽ hỏi nhiều vào cái phần này. Bạn có thể chứng minh khả năng của mình bằng cái hiểu biết là tôi hiểu về serving đấy, tôi hiểu về các cái tình huống có thể gặp phải và có thể tối ưu được như vậy. Thì mình nghĩ là tức là bạn không có cái bằng cấp hoặc là một cái kiến thức nhiều thì mình nên chứng minh bằng việc là mình có sản phẩm bằng trên một cái GitHub cá nhân của mình chẳng hạn, và mình có thể hiểu rõ là việc là tức là không phải mình clone một cái code về khác rồi nhá, tức là mình clone về mình biết là họ hỏi phát là mình nói ngay, nên là mình sẽ cố gắng mình code một cái sản phẩm gì đó liên quan đến machine learning. Thì dễ nhất này có thể là serving. Thứ hai là bạn có thể đọc cái doc về việc là các cái hệ thống, tức là mình chỉ cần một cái ví dụ là cái tool về Triton chẳng hạn, nó sẽ nó có kiến trúc, nó có các cái tính năng. Ví dụ như là việc dynamic batching là gì, sao lại có khái niệm là dynamic batching mà không phải là batching bình thường, hoặc là có cái scaler của nó. Thì bạn đọc có thể đọc là việc là bạn đọc cái doc của nó thì bạn hình dung được là cái serving server này nó sẽ làm một công việc gì và nó có cái chức năng gì. Thì bọn này thì hầu như nó giống hệt nhau thôi, tức là bọn nó cải tiến vào nhau. Như là cái serve thì chạy trên môi trường về các cái VM cluster, còn cái serve thì nó cải tiến hơn là việc là nó chạy trên môi trường Kubernetes. Một đồ serving thì nó cũng cải tiến từ bọn Triton lên thôi, tức là các cái tool về Bento ML hoặc là những cái tool khác thì nó đều có concept giống hệt nhau về các bài tiết vấn đề đấy. Thì mình có thể tối ưu hơn được không? Ví dụ như công ty mình chẳng hạn, nó có một cái bài toán là việc là nếu có nhiều mô đồ hơn chẳng hạn thì mình sẽ schedule như nào, hoặc là việc là cái time series nó gửi đến ấy, cái time series nó là cái loại thời gian cái data mà việc là nó có time interval, tức là nó sẽ gửi tương tự. Thì khi đó thì để mà giảm latency đi chẳng hạn, mình có cái cơ chế nào để mà mình biết được cái mô đồ chuẩn bị là khoảng 1 giây tới chẳng hạn, mô đồ này sẽ được serving, thì mình load cái mô đồ này vào hệ thống trước. Thì đó là một cái bài toán cũng hay. Thì bạn có thể suy nghĩ về các bài toán liên quan đến serving đấy. Thì mình có thể
một bạn tên là HS à. Vì bạn ấy muốn cái video được record lại thì chắc là admin sẽ các bạn admin sẽ gửi cho bạn. Buổi offline chắc là phải nhờ đội admin tổ chức. Một cái bạn tên là Sơn có hỏi tên là hỏi câu hỏi là việc là bạn ấy cần benchmark khi training inference trên 500 con đồ trên các cụm có V100 A100. Bạn muốn tức là bạn Sơn có bật mic này không? Mình chưa đổi mình chưa hỏi được họ câu hỏi lắm. Tức là việc là training trên 500 con đồ trên một cụm đúng không? Mình chưa hỏi câu hỏi lắm, tức là việc là cần training 500 ấy, 500 cái job model trên một cụ thì hoàn toàn có thể. Mình đã từng thử training với 5.000 cái training cùng một lúc thì nó tài nguyên anh chỉ được max scale lên, ví dụ là thì cloud của mình max scale lên max scale lên là khoảng 9 nốt chẳng hạn thì nó cứ chạy lần lượt là xong rồi. Còn cái inference chẳng hạn thì mình sẽ có là việc là thường thì mình sẽ training và inference nó sẽ ở trên hai nốt khác nhau, hai cụ khác nhau chẳng hạn. Thì có thể là bạn sẽ ưu tiên hơn cho cái job inference. Job training chẳng hạn thì khi mà có một cái inference đến cái mình cũng chưa hiểu câu hỏi về cho inference trên 500 mô đồ lắm. Thì không biết bạn có thể bật mic để chia sẻ về việc là cái câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn Sơn là benchmark khi mua đồ lúc training và lúc inference. Tức là training ấy, thì nó hoàn toàn có thể schedule được. Tức là việc là bạn schedule được là chạy khi nào, chạy là thời gian nào và chạy với bao nhiêu nốt chẳng hạn, max chẳng hạn. Còn inference thì nó sẽ tùy vào việc là cái bài toán bạn đang chia sẻ, bạn đang làm như nào, kiến trúc như nào. Như là bạn cái serve chẳng hạn thì nó là việc là đến lúc nó chạy nó mới trigger khởi tạo tài nguyên. Thì khi đó thì nó sẽ xem là trong cluster của bạn nó có cái tài nguyên nào nó còn available không, thì nó sẽ khởi tạo cái port cho cái bọn khi đó thì nó khởi tạo cái port cho cái bọn serving để nó serving nó trả lại. Một bạn tên là Trần thì có trong mô hình time series data và nhiều model như anh chia sẻ, anh có thực hiện retrain model không ạ? Nếu mà có chia sẻ được phần retrain model thì phần time series data thì nó sẽ có một đặc điểm là việc là sau một thời gian ấy nó sẽ tự động nó bị cái khái niệm là data drift, tức là việc là data nó bị chảy data nó bị thay đổi, cái phân bố data thay đổi, ví dụ là trong một hệ thống máy bơm chẳng hạn, sau thời gian thì cái hệ thống máy bơm nó cũ đi thì cái việc là cái thông số cái data nó bị không còn đúng như ngày xưa nữa, thì khi đó thì mình sẽ có một cái module để phát hiện là được là mình có hai cách, đầu tiên là việc thủ công trước, tức là việc một thời gian thì mình sẽ retrain lại, tức là mình retrain chiếc gương, retrain gióm lại thì có pipeline rồi, mình có config của có cái pipeline rồi, mình retrain lại rồi. Sau đó thì một cái có xem khác là việc là có một cái module gọi là data drift đấy, mình monitor cái data stream đấy, thì mình sẽ monitor toàn bộ, khi nào mình phát hiện ra được là cái nó có xuất hiện data drift chẳng hạn, thì mình bắt đầu mình trigger cái chuyện, tức là mình sẽ trigger cho user biết là nên train lại, thì họ sẽ click vào một cái button trên dashboard chẳng hạn, nó sẽ training lại, tức là nó sẽ trigger lại cái pipeline. Đấy là cái lý do mình nên có một cái pipeline như này để khi nào việc mà khi mà có dữ liệu mới thì mình không cần phải là setup chạy Docker hoặc là chạy SSH vào từng con máy để chạy, khi đó mình sẽ chỉ cần là mình gọi một cái API thôi, là việc là có data mới rồi đấy, chạy trên link mới đi, tức là việc khi đấy mình sẽ có là việc là ví dụ như là cái system configurator này đâu nhỉ, không đúng, giả sử như này là mình có một cái storage đi, thì khi mà có một cái data mới vào thì mình sẽ trigger cái một cái job để chạy, là việc là sử dụng các cái config và data mới chạy một loạt cái flow này đi. Đó, thì mình chỉ retrain là chỉ được cần một cái API call thôi, một click thôi. Thì mình nên khuyến khích là việc là các team nên có một cái pipeline như này. Việc là
ngoài ra là bây giờ data scientist chẳng hạn thì cũng nên là việc là có thể mình có thể hiểu biết thêm một số cái tool, đó là việc là việc việc làm cái tool về 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 pipeline. Bạn có thể thiết kế một pipeline trên Qflow. Thế là nếu có hạ tầng thì thiết kế cực kỳ dễ, cái doc nó đọc chắc chỉ khoảng một ngày thôi là xong. Mình có thể làm hoặc là chỉ khoảng 30 phút là mình có thể bắt đầu tạo ra một cái pipeline rồi. Còn là việc là cái checking với MFlow chẳng hạn. Thì đó thì team nó sẽ cái effort nó dễ hơn, tức là nó giảm cái effort đi và anh em nó vui vẻ hơn. Đỡ việc cáu gắt người việc mà thằng kia lại lấy hết resource của tao, người thằng này lại lấy hết resource của tao, thằng kia kinh chóc của tao đi. Kiểu thế. Anh em đều vui vẻ một team. Mua đồ về supervise chẳng hạn thì nó sẽ khác một chút, tức là việc là supervise learning khi đó thì bạn nếu bạn có data mới thì khi đó thì thường ấy, ví dụ như là việc là mình có một cái storage chẳng hạn, mình upload data mới label vào, thế mình sẽ có cái ví dụ như là mình dùng với Qflow đi, tool mình hay dùng nhất là Qflow, thì khi đó thì mình có data đơ, giả sử như này mình có một cái giả sử như lần đầu một thì mình có một cái storage một nè, một địa chỉ một, đó thì mình config ở trong cái configer này. Lần thứ hai đi trên ấy thì mình chỉ cần thay đổi là mình sẽ tạo ra một storage hai đây, mình đẩy dữ liệu mới vào, tức là dữ liệu trên đỉnh hai hoặc là mình dùng DBC hoặc cái gì đó mình tạo ra một cái dữ liệu đây, thì khi đó mình trigger, tức là mình click, tức là mình tạo ở hệ thống mình thường là sẽ có một API để mà trigger cái pipeline này, thì mình gọi API là à với config cũ ấy mày chạy cho tao cái data storage hai đi, nó sẽ tự chạy một lúc xong nó run lên training emulation và nó upload cái kết quả cái model lên một cái đâu đó. Thì đấy là cái bài toán của unsupervised, tức là việc là bạn thiết kế là việc cái pipeline này sẽ được trigger bởi một cái API một Python nhỉ, bạn viết bằng Flask hoặc Fast API đó, thì bọn Qflow nó support cái này cực kỳ nhiều. Nó sẽ hết bằng Python đấy. Bác Tùng hỏi là việc là nhắc đến việc các thành viên trong ngành học CPU thì làm sao để giải quyết vấn đề này, thì tức là việc là giả sử như là mình công ty mình có một cái GPU nhưng mà mình đây là mình chỉ giải pháp là việc là mình có, tức là mỗi cái dự án nó sẽ dành một cái GPU thôi, thì bài giả sử như là đây mình sẽ tạo một slide. Giả sử mình có GPU ở đây chẳng hạn, thì có một cái team nó làm team một chẳng hạn, thì nó sẽ trigger thay vì người cũ ấy, như cái cuốn sách cũ của mình làm công ty cũ chẳng hạn, thì là họ sẽ phải SH vào cái máy có GPU này để trigger job. Tuy nhiên là họ trigger job thì thấy là việc có thằng có một cái ông team hai nào đó ông đã trigger cái job của ông ấy rồi, thì ông phải đợi làm việc là check xem là cái bao giờ cái job nó hoàn thành, bây giờ cái góc hoàn thành để mà cái GPU nó available để cho team 1 nó có thể trigger job. Thì thay vì đó thì họ sẽ làm như này, tức là mình sẽ có thể làm việc là mình dùng Qflow ấy, thì mình sẽ có là ông team 1 trigger job, job 1. Ông team 2 trigger job 2. Đó, thì ông ấy trigger cho hệ thống về Qflow. Còn Qflow đây. Thì đầu tiên là thằng nào đến trước, chẳng hạn có một cái vụ này, thằng nào trước thì thằng bây giờ ông team 1 chẳng hạn đến trước, ông ấy trigger job đây. Rồi ông kia team 2 trigger job đây. Ông 1 đến thì ông ấy trigger job đây. Thì thằng kia đến 2 thì đến sau. Chậm chậm uống nước đục thì thằng đầu 1 thì thằng Qflow nó sẽ tự động phân phối. Nó check trong tài nguyên của nó có một cái GPU, nó sẽ tự động phân phối job để chạy trước. Đấy, thằng job lên 2 thì chỉ có tài nguyên nó sẽ pending, chẳng hạn vậy pending đây. Thì khi mà cái job này nó xong rồi ấy, nó thông báo cho Qflow tại thằng rồi đấy. Thì lock lại cái job đấy và nó lại phóng cái tài nguyên đây. Nó xóa đi. Thì đó thì nó cái tài nguyên GPU nó bắt đầu nó rảnh rỗi rồi.
thì job 2 nó sẽ có cái việc là nó nhảy vào đây, nó chạy. Và lại xong rồi thì nó sẽ chạy đi. Thì ngày hôm sau chẳng hạn, ông hai team này ông ấy vào Kickflow, ông check thì cả thằng job 1, job 2 nó đã successful rồi. Thì khỏi đó ông ấy cái check thành là việc là log của ông chẳng hạn. Thì trong trường hợp mà job 1 nó bị lỗi chẳng hạn thì nó sẽ retry lại, nó chạy. Chạy xong thì nó sẽ thông báo cho về team 1, team 2 là ông ấy chỉ cần check cái ban là việc là cái job của ông chạy xong chưa. Thay vì ông phải đợi để block nhau là việc thằng khi thoảng vào check xem là thằng kia được không. Nó cay quá, ghét quá, nó là nó kìm bố nó đi thì trong trường hợp là cloud chẳng hạn thì mình cũng giới hạn là việc là có nhiều GPU hơn chẳng hạn. Mình giới hạn maximum là có 3 GPU được scale thôi. Thì khi có job 1, job 2 vào ấy thì nó sẽ phân phối là việc là chỉ như vậy chẳng hạn. Có job 1, job 2 thì nó phân phối là đây. Và job 1, job 2. Nên là có thêm mấy cái nữa, job 3, job 4 chẳng hạn. Job 3, job 4 đi. Chẳng hạn thì nó sẽ phân phối scale max lên 3 thì mình sẽ phân phối tài nguyên ở đây. Thì còn thằng cloud nó không cho phép là cái hệ thống admin của mình không cho phép là scale lên 4 chẳng hạn, thì job 4 nó sẽ pending. Đợi trên trong một thằng như này nó release resource mình sẽ vào. Thì mình sẽ không phải đợi. Lúc nào cũng chiếm hết các team khác thì thế này, vấn đề này chắc là mình chưa gặp phải, nhưng mà nó có cơ chế về việc là assign team chẳng hạn, một quota thì bài đàn này mình cũng chưa làm đến, thì có thể mình phải custom cái phần Kubeflow đi. Hoặc là mình giới hạn, tức là mình sẽ có như này, tức là việc vấn đề này, tức là các cái job này mình được giới hạn là việc là maximum thời gian nó chạy bao lâu. Thì mình sẽ là cho job 1, cái job của mày là bao nhiêu lâu đấy. Thì mình sẽ chạy trong bao lâu thì ví dụ chạy gì ông chỉ phép chạy một ngày thôi. Không một ngày nó sẽ hết thời gian này nó sẽ kill đi. Thì đấy là một cái giải pháp để mình có thể giới hạn cái quota cho cái việc là cái từng team, tức là việc là ông có thể có một ông admin trong đó là ông ấy sẽ vào ông điều phối cái quota đấy. Cái này thì anh em mình có thể là nó là một cái chủ hay hay mình có thể raise lên trong group chẳng hạn thì mình sẽ một người sẽ đóng góp cái solution. Thì mình nghĩ là cái này cái phần giới hạn quota thì mình nghĩ là nó sẽ là giải pháp dễ thôi, nó dựa trên Kubernetes chẳng hạn. Cái này chắc nhờ anh Tùng nhắn lại vào Discord này thì mọi người sẽ cùng bàn bạc cái này. Đúng rồi đấy. Tức là anh Tân trả lời câu hỏi cuối cùng anh Tân ạ, không có mệt mỏi quá. Cảm ơn anh Tân nhé. Có một câu hỏi là việc mình có dùng TPU không? Thì hiện tại mình không có kinh nghiệm về phần này lắm, vì là hiện tại mình đã chuyển sang nhiều về phần xử lý trên time series thay vì là xử lý ảnh, nên là mình cũng không có câu trả lời. Thì bạn có thể raise trên group để mọi người trả lời xem. Thì còn tầm khoảng một phút nữa thì có anh em nào có câu hỏi gì không? Mình hỏi nốt. Nếu mọi người chắc không có hỏi gì thì chắc là mình sẽ stop meeting ở đây. Thì hy vọng là cho anh em mình tới đây đội group có thể là tổ chức một cái buổi offline thì anh em mình sẽ giao lưu nhiều hơn. Để có những cái câu hỏi hoặc những cái story hoặc những cái use case mà mình thấy nó hay thì anh em chia sẻ để anh em học hỏi. Ví dụ như câu hỏi của bác Tùng chẳng hạn là giới hạn quota cho các job này khi mà các team có nhiệt tình quá chẳng hạn. Đây là một cái solution hay, một cái use case hay thì mình có thể là trong những công ty lớn. Thế mình sẽ stop buổi meeting đây, thì cảm ơn mọi người đã tham gia theo dõi cái buổi trình bày của mình. Cảm ơn anh Tân nhé, cảm ơn tất cả mọi người đã join buổi meeting hôm nay nhé. Hy vọng là được gặp lại mọi người trong buổi offline hoặc là buổi meeting gần lần tới. Okay, chắc là off thôi ạ. Đấy, chào mọi người ạ. Bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Okay, bye mọi người. Có gì câu hỏi gì thì mọi người cứ nhắn trên Discord nhé. Để mọi người cùng bàn bạc. Cảm ơn mọi người.